xin hân hoan chào mừng toàn thể thầy cô cũng như là các bạn sinh viên đang đến với buổi webinar ngành truyền thông trong thời kỳ hỗn loạn trên nền tảng MS Teams ngày hôm nay. Webinar của chúng ta nằm trong chuỗi chương trình tuần lễ hướng nghiệp mang tên là Career Quick năm 2021 Bring Your Bright Future của trường Đại học Văn Lang do Trung tâm Phát triển Người Sinh viên tổ chức. Và webinar sẽ rất hữu ích cho các bạn học ngành quan hệ công chúng, ngành truyền thông, nghệ thuật hay là ngành xã hội và tất cả những ai chúng ta đang quan tâm đến lĩnh vực này. Và trong webinar ngày hôm nay thì hẳn là có rất là nhiều bạn chúng ta đang chuẩn bị đi thực tập và chuẩn bị tìm kiếm việc làm. Phần lớn thì các bạn còn đang bâng khuâng về hướng đi nghề nghiệp của mình sắp tới, nhất là trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn tác động mạnh đến cả thế giới cũng như là Việt Nam của chúng ta ở rất nhiều khía cạnh khác nhau. Như vậy thì hướng đi nào giúp các bạn sinh viên chúng ta lựa chọn được ngành nghề phù hợp trong thị trường vẫn còn nhiều biến động như hiện tại? Và các bạn ở khối ngành quan hệ công chúng và truyền thông, các bạn nên chuẩn bị những gì trong tương lai? Và câu hỏi này thì cũng mở ra, đó là lý do của sự kiện ngày hôm nay ạ. Và trong buổi webinar ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua ba khía cạnh chính. Thứ nhất là xu hướng truyền thông trong thời đại mới, những chuyển dịch và thay đổi, cùng với đó là khái niệm hỗn loạn mang tên VUCA. Thứ hai là những yêu cầu về mặt tuyển dụng đi kèm với xu hướng thay đổi trên. Và cuối cùng là lời giải đáp cho các bạn sinh viên trong việc trang bị những kỹ năng, những kiến thức cần thiết nhằm đáp ứng được cái nhu cầu của thời đại. Và đến với buổi webinar ngày hôm nay thì ban tổ chức rất là vinh dự chào đón các vị đại biểu, các vị khách quý. Và để gửi lời chào đến các bạn sinh viên thì ngay lúc này Dương Cơ sẽ được mời tất cả quý vị cũng như là quý thầy cô, chúng ta sẽ vẫy tay chào khi mà Dũng Kiều giới thiệu được quý vị ạ. Về phía trường Đại học Văn Lang xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Lý Lê Tường Minh, phó trưởng khoa quan hệ công chúng và truyền thông ạ. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Ngô Cao Hoàng Linh, phó giám đốc trung tâm phát triển năng lực sinh viên. Và đặc biệt hân hoan chào đón diễn giả của sự kiện ngày hôm nay, cô Đặng Thanh Nhường, giám đốc nhân sự công ty Cáp Tiên Sa. Và ngoài ra thì chương trình còn có sự tham gia của đại diện các thầy cô ở phòng công nghệ thông tin, phòng tuyển sinh và truyền thông, trung tâm hỗ trợ sinh viên và cùng với toàn thể nhân viên trung tâm phát triển năng lực sinh viên. Và thành phần quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay là hơn 1.000 bạn sinh viên đang tham gia trong MSTM và theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện ban lãnh đạo khoa tiến sĩ Lý Lê Tường Minh, phó trưởng khoa quan hệ công chúng và truyền thông sẽ có đôi lời phát biểu với quý doanh nghiệp cũng như là đôi lời chia sẻ với các bạn sinh viên ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Rồi, cảm ơn Diễm Kiều nha. Chào quý thầy cô, đồng nghiệp và các bạn sinh viên. Có thể các bạn đã biết là để chuẩn bị cho tuần lễ hướng nghiệp này năm 2021 với chủ đề là Print the Bright Future, ban tổ chức và Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên đã tiến hành khảo sát với khoảng 2.000 bạn. Và kết quả khảo sát này cho thấy có 51% sinh viên tham gia muốn cập nhật thông tin về thị trường lao động và những thay đổi trong ngành nghề. Và đây là một nhu cầu tất yếu của phần lớn các bạn sinh viên năm 3, năm 4 khi muốn tìm hiểu thêm về những chuyển biến trong thị trường lao động và các xu hướng mới trong ngành nghề của mình. Nhu cầu này càng trở nên bức thiết hơn với các bạn sinh viên ngành truyền thông vì những biến chuyển đột ngột và ngày càng phức tạp dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và trong bối cảnh thế giới mới, thế giới của sự biến động, bất định, phức tạp và mơ hồ. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi chọn chủ đề của buổi hội thảo online này là truyền thông trong thế giới hỗn độn. Hy vọng chủ đề này sẽ cập nhật thêm cho các bạn về những thông tin mới mẻ của thế giới chúng ta đang sống và chuẩn bị cho các bạn một tâm thế mới để đối diện với những làn sóng truyền thông mới. Hãy cùng nói với các bạn, những người sinh ra trong thế giới đã có Internet, thế hệ được gọi với cái tên chung là Gen Z. Các bạn sinh ra khi thế giới đã bước vào thời kỳ bùng nổ thông tin, nên việc tiếp cận tri thức chưa bao giờ là dễ dàng đến như thế, nên các bạn có rất nhiều lợi thế để tìm hiểu thế giới và định vị bản thân trong thế giới ấy. Các bạn cũng là thế hệ cảm nhận rõ nhất về tính phẳng của thế giới này. Ranh giới giữa các quốc gia, nền văn hóa dường như đã bị xóa mờ. Tuy nhiên, biển thông tin khổng lồ cũng dễ khiến chúng ta cảm thấy choáng ngợp và đôi khi không biết phải bắt đầu từ đâu, tin vào đâu và có thể khiến các bạn lệch hướng. Vào thời điểm các bạn sinh ra, thế giới đã biết đến một thuật ngữ mới là thế giới VUCA, VUCA. Đây là từ viết tắt của bốn điều kiện hình thành thế giới đa cực. Và V là volatility, sự biến động, nghĩa là sự thay đổi sâu và rộng trong mọi lĩnh vực với tốc độ thay đổi và phạm vi thay đổi đầy tính bất ngờ.
Yield là uncertainty, sự bất định. Trước những thay đổi nhanh trên quy mô rộng như vậy, chúng ta khó lòng dự báo chính xác các xu hướng trong tương lai, dẫn đến sự không chắc chắn trong các quyết định của các nhà lãnh đạo. C là complexity, là tính phức tạp. Các mối quan hệ đa cực dẫn tới sự tác động qua lại, chồng chéo liên quan lợi ích của nhiều bên. Thế giới thông tin đầy rẫy những nhầm lẫn, hiểu sai hoặc nhiễu loạn là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp với tổ chức và quyết định. Và cuối cùng A, ambiguity, là sự mơ hồ. Vì khó đoán trước tương lai nên làm sụt giảm khả năng dự báo và kiểm soát các yếu tố trong môi trường kinh doanh phức tạp, khiến mọi việc trở nên mơ hồ, khó đoán định và khó lòng đưa ra giải pháp triệt để. Thoạt nhìn thì các yếu tố này đều mô tả trạng thái tiêu cực của xã hội loài người, của môi trường kinh doanh. Ngành truyền thông, chúng ta và nhân sự của ngành này cần chuẩn bị gì để thích ứng với tình trạng VUCA kéo dài? Trong nguy cơ, ai nhìn thấy được cơ hội, thời cơ thì có thể biến nguy thành bệ phóng thành công vượt bậc. Với ngành truyền thông của chúng ta, khi mọi người đều mệt mỏi trước những tin tức tiêu cực, thì đây là cơ hội rất tốt cho doanh nghiệp xây dựng thương hiệu thông qua những câu chuyện tạo động lực của truyền cảm hứng. Khi đó, các chiến lược truyền thông cần đảm bảo khả năng thích ứng và phản ứng nhanh với những thay đổi đột ngột của môi trường. Ví dụ như trong bối cảnh COVID-19 này, những thông điệp tích cực mà tính khích lệ tinh thần có thể giúp xoa dịu tâm lý nhạy cảm và xây dựng tín nhiệm của khách hàng đối với doanh nghiệp. Còn đối với các bạn sinh viên đang chuẩn bị ra trường thì chúng ta cần làm gì? Bàn về thực trạng năng lực của sinh viên hiện nay, những số liệu trong báo cáo Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019 thực sự khiến chúng ta lo ngại. Theo đó, khả năng học tập của sinh viên Việt Nam xếp hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, sau khi học đại học, kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp của sinh viên Việt Nam là thuộc hàng thấp nhất thế giới. Nên có lẽ điều cần nhất với những bạn trẻ hiện nay chính là khám phá năng lực bản thân và nâng cao khả năng thích ứng. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, các bạn nên xác định được năng lực của bản thân, mình mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào để kịp thời bổ sung hoàn thiện. Đồng thời cần tự hỏi bản thân, công việc yêu thích nhất của mình là gì? Bạn cần làm gì nếu công việc bạn yêu thích không phải là thế mạnh năng lực của bạn? Và bạn cần cải thiện điều gì để có thể theo đuổi công việc yêu thích? Quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp là thời điểm để các bạn tiếp tục thực hành và hoàn thiện các kỹ năng của bản thân. Quan trọng nhất có thể kể ra 5 kỹ năng sau. Khả năng hợp tác là collaboration, kỹ năng giao tiếp đối thoại, communication, tư duy phản biện, critical thinking, tư duy sáng tạo, creativity, và khả năng tự học suốt đời, continuous learning. Thêm vào đó, trong một thế giới mong manh, nhiều lo lắng và bất định như thế này, hiểu rõ cảm xúc, tâm trạng, nội tại cũng là một trong những điều các bạn sinh viên cần trang bị. Các bạn nên hiểu rằng linh hoạt là chìa khóa của sự ổn định. Tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc và thông thái, suy nghĩ tích cực và giữ tinh thần lạc quan chính là thái độ sống phù hợp trong bối cảnh này. Thế giới sẽ tiếp tục xáo trộn, hỗn độn và bất định hơn trước. Đại dịch COVID-19 đã khiến các chuyên gia dự đoán một thế giới mới nữa, mong manh, nhiều lo lắng hơn và khó hiểu hơn. Đứng trước thử thách mới này, chúng ta cần nhanh chóng thích nghi với xu hướng mới và chuẩn bị kịch bản ứng phó với những biến đổi khôn lường trong tương lai. Trong hội thảo ngày hôm nay, mong các bạn hãy tận dụng hết cơ hội của mình để lắng nghe và đặt thật nhiều câu hỏi cho khách mời và đem về cho mình nhiều kiến thức và thông tin bổ ích. Chúc các bạn sức khỏe, một tương lai rực rỡ và một hành trình sự nghiệp đáng nhớ. Cảm ơn các bạn. Dạ, xin được cảm ơn những lời chia sẻ của cô ạ. Dạ, và ngay sau đây thì chúng tôi xin được mời đại diện của Trung tâm Phát triển Nhân lực Sinh viên, thạc sĩ Ngô Cao Hoài Linh cũng sẽ có đôi lời phát biểu trên doanh nghiệp, cũng như là giới thiệu cho các bạn biết về một số hoạt động nổi bật của Trung tâm trong năm học 2021-2022. Xin trân trọng kính mời thầy. Cảm ơn Diễm Kiều. Xin trân trọng kính chào Tiến sĩ Lê Tường Minh, Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin quan hệ công chúng và truyền thông của nhà trường. Xin chào chị Đặng Thanh Nhường, Giám đốc Nhân sự Công ty Cát Tiên Sa. Thì có lẽ nói rằng bài phát biểu của chị Tường Minh rất là ấn tượng, đã nói thay hộ lòng của ban tổ chức rất là nhiều ý. Thì chị Tường Minh thân mến, thì chắc có lẽ là các bạn sinh viên và các vị diễn giả cũng không biết được một điều rất là thú vị, là chúng ta đang gửi lời chào cho tiến sĩ Lê Tường Minh ở một nơi rất xa. Chị đang có một chuyến công tác tại Canada và chị đã dành thời gian quý báu của mình để mà có thể tham dự với các bạn sinh viên của trường Đại học Văn Lang tại điểm này, được rất là trân quý.
Như quý vị đại biểu cũng từng biết, đó là tuần lễ hướng nghiệp năm 2021 diễn ra trong một cái bối cảnh vô cùng đặc biệt, khi mà thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đang gồng mình chống dịch. Và có thể nói rằng là dịch bệnh nó mang cho chúng ta rất là nhiều những tai họa, rất là nhiều những khó khăn, và chúng ta gần như bị động với rất là nhiều thứ. Tuy nhiên, với cái vai trò bản lĩnh của những người làm công tác sinh viên và hỗ trợ sinh viên, thì chúng tôi đã rất là chủ động trong vấn đề nắm bắt và tìm hiểu cái vấn đề cái nhu cầu thực tế của sinh viên là như thế nào, để có thể đo đi đóng giày và xây dựng các cái chương trình phù hợp với mong mỏi của các bạn. Đúng như tiến sĩ Lý Lê Tường Minh có nói rằng là đã có khảo sát tầm 2.000 bạn đã có feedback về với chương trình, để chúng tôi biết được rằng là các bạn mong muốn nội dung gì, mong muốn gặp những diễn giả như thế nào và để giải đáp những câu hỏi gì cho các bạn. Thì đó là tất cả những gì đã tấm lòng của thầy và cô của trường Đại học Văn Lang dành cho bạn sinh viên. Và đúng ra thì một lần nữa thì nó cũng là một cái thử thách với bản lĩnh của những người làm tổ chức. Thì như chị Thanh Dương cũng biết, chị Tường Minh cũng biết là chương trình diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, vì lý do đường truyền đi quốc tế và ngược lại của Việt Nam chúng ta có vấn đề, dẫn đến tình huống là chúng tôi phải đi đến một quyết định là phải dời ngày khai mạc từ ngày 25 sang ngày 26. Và ai sẽ là người chúc hạ cuối cùng trong cái buổi tối cuối cùng của tuần lễ hướng nghiệp cũng là một cái câu hỏi để tôi phải suy nghĩ. Và cuối cùng chúng tôi chọn chị Đặng Thị Thanh Dương là người chúc hạ cái điều tuần lễ hướng nghiệp năm 2021 vì những lý do như sau. Thứ nhất, tôi kỳ vọng vào sự duyên dáng của một nhà báo, và đặc biệt hơn nữa là sự sâu sắc của một người làm tác nhân sự trong lĩnh vực truyền thông, để có thể là một người truyền cảm hứng và có thể kết lại một cái tuần lễ hướng nghiệp thành công cho trường Đại học Văn Lang năm 2021. Quay trở lại với cái câu chuyện là truyền thông trong thời kỳ hỗn loạn, thì tôi nghĩ rằng là không ai nói hay về truyền thông, không ai nói tuyệt về truyền thông và đúng về truyền thông như là tiến sĩ Lê Tường Minh, người đang là trực tiếp là người làm chuyên môn. Chúng tôi có làm hay cỡ nào, chúng tôi có giỏi như thế nào đi nữa thì chúng tôi chỉ dừng lại câu chuyện là những người kết nối thôi. Thực ra thêm một ý điều nữa là đối với khoa về công chúng và truyền thông của trường Đại học Văn Lang là một khoa rất lớn. Hiện nay thì con số liệu mà chúng tôi nắm được là trước thời điểm mà chúng tôi tuyển sinh đó, thì con số này đã hơn 4.200. Và có nghĩa rằng là con số này đã chiếm vào khoảng là gần 13% tổng số sinh viên của toàn trường. Và nếu như chị Thanh Dương đi tìm kiếm một gương mặt nào đó để chọn mặt, gửi vàng để mà có thể tìm kiếm những nghệ sĩ xuất sắc, thì chúng tôi không chỉ có quan hệ công chúng mà chúng tôi có thể có những cái ngành nghề nó có cái tính tương đồng về ngành nghề, ví dụ như ngành thương mại, có chỉ kinh doanh, mỹ thuật công nghiệp hay là ngành du lịch, thì chúng tôi hoàn toàn sẽ đáp ứng được câu chuyện này. Thì nếu mà tổng các cái ngành này đấy, thì chúng tôi có đến hơn 50% số lượng sinh viên của toàn trường có cái màu sắc có thể liên đới đến ngành truyền thông của chị. Như vậy có nghĩa rằng là cái nhu cầu việc làm của trường Đại học Văn Lang là rất lớn. Và đặc biệt hơn nữa, trong bối cảnh năm 2021 tuy là rất khó khăn về tuyển sinh, tuy rất khó khăn trong đời sống kinh tế, nhưng Văn Lang tự hào đã có thể cán mốc vượt mốc hơn 40.000 sinh viên. Đây là một con số rất lớn với một trường đại học tư thục tại Việt Nam hiện tại. Thì nói lấy bối cảnh, nói lấy tình hình như vậy để thấy được rằng là cái nhu cầu của các bạn sinh viên về nhu cầu việc làm, tìm hiểu về cơ hội thực tập là rất lớn. Và nhân đây thì với tất cả những cái tấm lòng, tất cả sự quyết tâm để làm sao với vai trò là một trung tâm năng lực sinh viên, là một trong những trường đại học duy nhất tại Việt Nam hiện nay có trung tâm phát triển năng lực và quan tâm đến khung năng lực của sinh viên, thì chúng tôi mong muốn rằng là đóng góp vào cái hành trình trọn vẹn, trải nghiệm một cách trọn vẹn và rực rỡ thành công của các bạn sinh viên. Thì tháng 11 này chúng tôi chấp nhận thực tế của Covid và chúng tôi đã tiếp cận một cách chủ động là sẽ tổ chức một cái job fair online rất là hoành tráng, rất là quy mô và sẽ có kết nối với những cái sàn giao dịch việc làm lớn nhất Việt Nam hiện nay và đổ toàn bộ các cái dữ liệu liên quan đến nhu cầu việc làm đến các bạn sinh viên trực tiếp đến các bạn sinh viên Văn Lang, không cần qua một cầu nối nào khác. Thì và nói như vậy, chúng tôi có một cái nhu cầu là chúng tôi cam kết rằng là sẽ có hơn 100 doanh nghiệp sẽ đến dự. Chúng tôi mong mơ ước, chúng tôi đặt một KPI rằng là sẽ có 2.000 việc làm sẽ được chốt hạ ngay tại cái sự kiện. Chúng tôi đã có ngay những sàn giao dịch việc làm lớn nhất Việt Nam, nhưng tất cả chỉ là tương lai. Và tôi rất mong muốn rằng nói gì đi nào nữa thì tôi rất mong muốn sẽ có sự hiện diện của công ty Cát Tiên Sa trong cái danh sách những doanh nghiệp đồng hành với chúng tôi trong Shopify Online sắp tới. Với Cát Tiên Sa thì chúng tôi có một cái mơ mộng rằng là trong thời gian sắp tới chị sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến sinh viên Văn Lang. Và nếu như trường hợp phải tìm một sinh viên nào đó để lắp vào một cái chỗ trống, tìm kiếm một nhân sự xuất sắc, thì chị hãy nghĩ đến Văn Lang đầu tiên. Đó là một trong những điều mà chúng tôi quyết tâm để đào tạo sinh viên của mình và tạo cầu nối cho các bạn sinh viên đến với các Tiên Sa. Điều cuối cùng thì chắc chắn rằng là để có thể có được cái tuần lễ hướng nghiệp mà trên một cái bối cảnh mà chúng ta mỗi người một phương, như chị Lý Lê Tường Minh phải gửi lời chào chúng ta đến từ Canada, đúng không ạ, nửa vòng trái đất, rồi mỗi người phải ôm một cái laptop như để làm việc như thế này là điều cực chấn đã. Chúng ta mơ về một điều kỳ diệu rằng là tất cả mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường, đường phố Sài Gòn sẽ đông vui, và như thầy thấy trên cái Q&A các bạn nói rằng là ngày mai khi mà bình thường trở lại, việc đầu tiên của em làm là quay vào một con bún bò, em gọi ngay một lúc là ba tô, đúng không ạ?
Rồi bạn nói rất là dễ thương rằng là thầy ơi, cô ơi, là việc đầu tiên của em là em muốn được quay lại trở lại ngay với nhà trường. Tất cả những ước mơ đó thì thầy kỳ vọng rằng ngày 1 tháng 10 tất cả mọi thứ sẽ đẹp, sẽ tốt đẹp và đầy ắp những hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế, đầy ắp các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động khởi nghiệp, rồi các cái chạy hàng Anh ngữ tại Úc, tại Sing, tại Malaysia đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Và tôi chỉ mong được rằng là Covid nó qua nhanh, thật nhanh đi thôi, và chúng ta không phải sống trong bất kỳ một cái bong bóng nào. Chúng ta không phải ôm một cái laptop để nói chuyện với nhau qua màn hình online thế này. Chúng ta cái tay bắt mặt mừng, chúng ta có thể cười nói, mời nhau một ly cà phê, ý ới với nhau theo cái cách, cái sự danh xưng dễ thương nhất. Và chúc mọi người có được một cái buổi tối thật là an lành, tiếp thu được nhiều kiến thức và cùng nhau hy vọng vào ngày 1 tháng 10 nó đang đến rất gần của chúng ta rồi. Chưa bao giờ tôi cảm giác như chúng ta đang đón giao thừa như thế này cả. Rồi, một lần nữa chúc lời chúc sức khỏe bình an. Cảm ơn chị Lý Lê Tường Minh. Tôi biết rằng là để có được sự kiện này, ban tổ chức rất cố gắng. Tuy nhiên nó sẽ có rất là nhiều những cái thiếu sót làm cho chị buồn lòng, chị phật ý. Rất là mong chị vượt trên và chị bỏ qua tất cả mọi thứ cho ban tổ chức. Và cảm ơn chị Đặng Thanh Nhường đã dành thời gian đến với đồng hành với bạn sinh viên của trường Văn Lang. Cảm ơn tất cả tấm lòng của tất cả các đơn vị đồng hành, từ phòng công nghệ thông tin, trung tâm hỗ trợ sinh viên, trung tâm về phòng hỗ trợ truyền thông và tuyển sinh, đã không quản ngại những khó khăn vất vả trong những cái ngày tháng đặc biệt này, đã dành cho chúng tôi những tình cảm đặc biệt nhất để có thể thành công trong cái tuần lễ này. Và chúng ta đang bước vào những cái thời khắc chuẩn bị cho cái talk show cuối cùng chốt hạ cho tuần lễ hướng nghiệp năm 2021. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, yêu mọi người và dành những lời chúc bình an cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Dạ, và các bạn ơi, chắc hẳn là ở đây chúng ta ai ai cũng sẽ biết đến những chương trình truyền hình nổi tiếng. Ví dụ nha, bây giờ những người gửi cho các bạn nha. Các bạn đã từng nghe đến chương trình bài hát hay nhất là Sigma Show Việt Nam nè, hay là một chương trình đã từng nổi đình đám luôn nha, như là chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ nè, rồi Bước Nhảy Hoàng Vũ Nhí, rồi như là chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo nè, hay là Giọng Hát Việt Nhí, đúng không ạ? Và còn có rất nhiều những chương trình khác nữa, những chương trình nổi tiếng gắn với những hoạt động giải trí của nhiều gia đình Việt Nam. Và đó cũng là những sản phẩm của tập đoàn truyền thông hàng đầu Cát Tiên Sa. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực vinh dự được đón tiếp cô Đặng Thanh Nhường, giám đốc chuyên sự công ty Cát Tiên Sa. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn cô đã dành thời gian quý báu đến chương trình và góp mặt cùng với buổi chia sẻ ngày hôm nay với các bạn sinh viên của trường đại học online. Tôi hy vọng rằng là những kiến thức cũng như là những kinh nghiệm bổ ích từ cô sẽ là những bí quyết thành công cho nhiều bạn sinh viên trong lĩnh vực truyền thông, nhất là giữa thời đại công nghệ 4.0 hiện nay ạ. Và để hiểu rõ hơn về diễn giả cũng như là những cơ hội ngành nghề tại công ty Cát Tiên Sa, rất mong là ngày hôm nay cô có thể chia sẻ về một tí về bản thân của mình cũng như là về Cát Tiên Sa để các bạn có thể hiểu rõ hơn cô nhé. Vâng ạ, trước tiên thì cho mình gửi lời hỏi lời chào tới cô Tường Minh, thầy Hoài Linh, bạn Diễm Kiều và tất cả các bạn sinh viên ngành truyền thông năm 3, năm 4 của trường Đại học Văn Lang. Thực ra thấy rất là vinh dự khi mà được trong cái mùa dịch này chúng ta vẫn có thể ngồi đây và trao đổi với nhau được. Đấy là một cái sự hạnh phúc rất lớn, trong đặc biệt là trong cái thời kỳ hỗn loạn mà con người chúng ta cảm thấy là nó khá là bế tắc rồi, có khá là nhiều những cái thứ mà chúng ta thấy rằng là từ trước đến giờ chúng ta không hình dung ra được. Nhưng mà trong cái giai đoạn này mà chúng ta vẫn có thể chia sẻ với nhau được như thế là chúng tôi, bản thân mình đã thấy đó là hạnh phúc rồi. Thì cũng nghĩ chắc là không biết là ngày hôm nay tất cả các bạn sinh viên đã tìm hiểu rồi, giống như chị Diễm Kiều đã trao đổi là đã giới thiệu là các bạn đã từng xem những cái chương trình nổi tiếng của Cát Tiên Sa như Giọng Hát Việt, rồi Sing My Song, rồi The Voice, Bước Nhảy Hoàn Vũ, tất cả những cái chương trình đấy thì chắc chắn cũng sẽ tạo dấu ấn rất lớn trong cái ngành truyền thông của Việt Nam và đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà game show truyền hình. Và công ty thì có rất là nhiều mảng miếng phát triển về truyền thông. Chúng tôi cũng có những ngành nghề như là sản xuất truyền hình, cũng có báo, chúng tôi cũng có hub digital, chúng tôi cũng có những cái app nội dung. Thì từ đó nó sẽ có rất là nhiều ngành nhánh ngành khác nhau của trong lĩnh vực truyền thông này. Và như cô Kiều vừa chia sẻ thì tôi thấy rằng là với cái chỉ riêng với bài phát biểu của cô Tường Minh thôi thì đã nói lên được toàn bộ bức tranh của cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, đó là truyền thông trong cái thời kỳ hỗn loạn như thế nào. Nhưng với góc độ của tôi là cái người mà làm doanh nghiệp ấy thì tôi lại nghĩ rằng chắc là cô Kiều ạ, tức là tôi quên mất cô Minh ạ, tôi nghĩ đây là một cái cơ hội lớn của các bạn trong ngành truyền thông đấy cô. Bởi vì thực ra là tất cả mọi thứ chúng ta đều chuyển dịch số hết.
bất kỳ một doanh nghiệp nào cả, và cả kể từ các bác nông dân trở đi cũng phải thay đổi cái cách mà tiếp cận khách hàng trong thông qua cái việc là chúng ta phải truyền thông giới thiệu sản phẩm của chính mình trồng ra và chính mình tạo ra như thế nào. Thì lại nghĩ đấy là cơ hội của tất cả các bạn sinh viên ngành truyền thông, và đặc biệt như cô nói rằng là Việt Nam của chúng ta những năm gần đây chúng ta sử dụng công nghệ là 4.0 và bây giờ cả 4G, 5G, có thể những cái giai đoạn trước ấy, thì Việt Nam của chúng ta đã làm không phát triển mạnh, nhưng mà đến cái thế hệ 4G và 5G thì Việt Nam của chúng ta lại là những cái quốc gia phát triển khá mạnh. Và đây là những cái con số mà Facebook, YouTube cũng phát triển, và cái thị trường của Việt Nam về những cái công nghệ số hay là những nội dung số và truyền thông số là cực kỳ phát triển trong những năm gần đây, đúng không ạ? Đúng không cô Tường Minh? Em muốn là cô Tường Minh cũng có thể mở mic lên để tương tác, bởi vì em nghĩ đây là cái việc là cái chúng ta ở đây cũng không có trao đổi cái chuyện là để cho các bạn sinh viên chúng ta hiểu là truyền thông như thế nào, bởi vì là thường ngày các bạn ấy đã nghe các thầy cô giảng về những cái khái niệm, những cái nội dung tổng quan khá là nhiều rồi. Nhưng mà tuy nhiên ở đây em muốn là em ở góc độ là cái người mà là doanh nghiệp, em nhìn nhận rằng cái cơ hội nghề nghiệp của những bạn làm truyền thông như thế nào, và để làm được cái chuyện đấy thì tất cả các bạn phải hiểu mình là ai, mình như thế nào và mình muốn làm gì cho cái sự nghiệp trong cái ngành nghề mà mình đã chọn. Thì rất là mong là cái câu chuyện mà em có mặt ở đây và cả kể là cô Minh có mặt ở đây, thì em muốn rằng là cái phần mà gọi là em nói nhiều ấy thì cũng mong muốn là có sự tương tác cùng với cả cô Minh, bởi vì thực ra là cô thì em nghĩ rằng các thầy cô ở khoa đã cung cấp cho các bạn những kiến thức về truyền thông, những kiến thức tổng quan cụ thể như thế nào rồi, nhưng tuy nhiên các bạn đã nắm bắt được đến đâu. Thì chúng tôi với góc độ em là người làm doanh nghiệp thì em chỉ nhìn các bạn ở cái góc độ là các bạn có cái gì để phục vụ cho doanh nghiệp, và doanh nghiệp đang cần cái gì ở chính những cái bạn sinh viên mà chuẩn bị ra trường, như ở trường Văn Lang đã 4 năm vừa qua đã dạy các bạn những gì, đúng không cô Minh? Cảm ơn chị Nhường. Thiệt ra là hôm nay là ưu tiên cho chị Nhường là để cho các bạn sinh viên muốn biết là từ vai trò của nhà tuyển dụng thì cần những các bạn cần chuẩn bị những gì, những kiến thức thực tế, những kinh nghiệm như thế nào, tức là với vai trò của nhà tuyển dụng. Còn với vai trò của giảng viên hay là với vai trò của khoa thì là cũng mong muốn là lắng nghe chị để có thể định hướng cho các bạn tốt hơn và chuẩn bị cho các bạn tốt hơn ở trong cái môi trường đại học như thế này. Cho nên hôm nay chị Nhường vẫn là vai chính nha. Vâng, em muốn là cô cũng có sự tương tác với em để cùng với các bạn. Thực ra ấy, thì chúng ta đều biết rằng là cũng chia sẻ là những cái thứ cô Minh vừa chia sẻ qua bài phát biểu ấy, thì chúng ta đều hiểu rằng là những cái bạn mà bắt đầu đăng ký vào ngành truyền thông của chúng ta ấy, thì đều nghĩ rằng do mình năng động, do mình có khả năng phát ngôn tốt, do vậy chúng ta sẽ đăng ký vào ngành truyền thông. Nhưng mà thực sự đối với ngành truyền thông thì nó cũng có nhiều cái khía cạnh và góc độ khác nhau, cũng như là nghề nghiệp bản thân công ty của chúng tôi là vừa phải sản xuất những cái nội dung về truyền hình, những nội dung số và những cái các cái event cũng là truyền thông, hoặc là những cái nội dung và truyền thông khác ở trên những bảng biểu có rất là nhiều những cái định dạng khác nhau để về truyền thông. Vậy thì cái việc đầu tiên cuối cùng thì bọn em cũng nghĩ xác định là cái truyền thông của chúng ta mình đều hiểu đấy là cái vấn đề mà truyền đạt và lan truyền các cái thông tin tới tất cả mọi người. Vậy thì với cái thời kỳ hỗn loạn như ngày nay, như bây giờ, thì đối với các bạn sinh viên trong ngành truyền thông cần phải làm những gì? Thì ở đây mình chỉ đang nhìn về cái vấn đề về xu hướng thôi. Đối với lại công ty của các tiên xa hay là bất kỳ các công ty truyền thông nào khác ở Việt Nam, thì những năm gần đây, khoảng tầm 3 năm trở lại đây, thì từ chuyển dịch về truyền thông truyền thống hay là những cái chương trình truyền thông trên các cái sóng truyền hình thì bắt đầu chuyển dịch sang các cái truyền thông số, và cũng chia sẻ rằng là truyền thông số đấy thì các bạn phải làm như thế nào. Thực ra thì khi mà học truyền thông ra, chúng ta có rất là nhiều cái ngành nghề chúng ta sẽ theo đuổi, như là báo, chúng ta có thể viết báo là phóng viên báo, hay chúng ta có thể là làm những cái nội dung
làm những cái nội dung cho các cái làm marketing cho chính các cái doanh nghiệp mà chúng ta có thể xin vào, hay chúng ta có thể làm biên tập sản xuất truyền hình, hay chúng ta có thể là biên tập cho một cái nội dung số trên Facebook hay YouTube, đấy là vân vân tất cả những cái nội dung mà các bạn có thể làm. Vậy thì hầu như tất cả các bạn sinh viên ở đây đều là học chuyên ngành truyền thông đa phương tiện, có phải không ạ? Có phải không cô Minh à? Có vẻ là tất cả các bạn hôm nay của chúng ta đều là các bạn sinh viên học chuyên ngành truyền thông đa phương tiện không ạ? À, hôm nay không chỉ có riêng sinh viên của ngành quản hệ công chúng đó chị Dương ạ, à, mà có rất là nhiều còn sinh viên thì đa ngành nghề khác nhau, trong đó có rất là nhiều bạn đến từ ngành kinh doanh và quản lý nữa. Vâng. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như bọn em với công ty Cát Thiên Sa thì thường là hiện tại bây giờ thì những cái ngành mà công ty quan tâm và các những cái nội dung lĩnh vực công ty chuyện quan tâm, và các cái bạn mà cả kể là kinh doanh hay là cũng như là các bạn mà là học truyền thông và ngành đa phương tiện mà dẫn tới thì các bạn cũng có rất là nhiều cơ hội để làm, ví dụ như là biên tập, quản lý, xây dựng nội dung, ý tưởng, cũng như là những cái lĩnh vực truyền thông, sản xuất như là phim ảnh, hoạt hình, sửa chữa âm thanh, công việc thiết kế lên những cái ý tưởng về web, xây dựng những cái nội dung chiến lược marketing, phát triển thương hiệu, xây dựng những cái hình ảnh sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp, hay là các bạn cũng có thể làm những cái công việc như là thiết kế quảng cáo, trực tiếp có thể là những cái công việc như là truyền thông về những cái kỹ năng về giảng dạy thông qua những cái việc là mình làm. Ở đây có những cái khái niệm mà gần đây các bạn nghe tới là những cái khái niệm như là digital content hay là những cái mô hình digital content. Thì ở đây thì những cái ngành đấy là thực sự nó là cái xu hướng, và các bạn thấy rằng là trong thời gian vừa qua là chúng ta thấy rằng là cái ngành digital content nó gần như là cứu cánh cho tất cả các doanh nghiệp khi mà tiếp cận cái sản phẩm của mình đối với lại người tiêu dùng cũng như là với khách hàng. Thì digital content hay còn gọi là những cái nội dung số tồn tại ở những cái dạng dữ liệu hóa. Thì những cái nội dung số này thì được ứng dụng trong cái thời kỳ công nghệ 4.0 rất là nhiều. Vậy thì cái nội dung số này họ sẽ lưu trữ trên những cái dạng gì? Thì các bạn lưu ý là chúng ta hiện nay chúng ta đang thấy là cái nội dung số này chúng ta được truyền tải trên những cái nền tảng như là của Facebook, YouTube, TikTok. Không biết là các bạn có chơi các cái nền tảng đó hay không? Thì đó là những cái nội dung số mà hiện tại nhiều doanh nghiệp cũng như là những cái người mà làm truyền thông như các bạn ra trường và các bạn muốn để build up những cái sản phẩm của mình hay là kinh doanh những cái sản phẩm cho chính doanh nghiệp mình ấy, thì người ta sử dụng cái hình thức này rất là nhiều. Ngoài ra nữa thì ở đây có những cái từ đấy, từ cái sự phát sinh của cái nhu cầu và cái đặc thù của cái sự phát triển của xã hội hiện tại thì nó sẽ sinh ra những cái mô hình, nó sẽ có những cái mô hình về digital content. Và cái digital content này nó được thể hiện ở rất là nhiều nhiều cái khía cạnh, như là nhiều cái lĩnh vực, như là cái vấn đề về quan hệ, là thì đây chính là cái mô hình hỗ trợ xây dựng những cái mối quan hệ trên môi trường ảo và các cái trang mạng xã hội. Cái thứ hai là cái mô hình sẽ giúp bạn xây dựng tương tác cộng đồng bằng hai chiều của doanh nghiệp cũng như là khách hàng trong tất cả các diễn đàn. Cái thứ ba là chính cái mô hình content này sẽ hỗ trợ liên lạc bằng hai cách. Như chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại bây giờ chúng ta cũng ngày hôm nay chúng ta đang diễn giải như này cũng là một cái mô hình về digital bằng cách là live stream hoặc là sử dụng các ứng dụng với nhau, hay là những cái mô hình để các cái mô hình giống như là bao gồm những cái ứng dụng cá nhân hóa về mặt truyền thông như là Twitter, YouTube hay là Facebook vân vân. Thì từ đấy là chúng ta sẽ hình dung ra. Ngoài ra đối với các cái ngành mà quản trị thì người ta lại sử dụng những cái business tool để có thể hỗ trợ cho những cái hoạt động của doanh nghiệp, và từ đó chúng ta có thể đẩy mạnh các cái mục đích về marketing đến với khách hàng cũng như đối với lại các cái đối tượng mà mình quan tâm tới. Ngoài ra thì vì có cái sự
vì cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của các cái nội dung mà đối với những cái doanh nghiệp của chúng tôi bây giờ ấy, cả kể là chúng tôi sản xuất ra một cái nội dung truyền hình nhưng chúng tôi không có một cái chiến lược tốt về content digital hay là không nhận rõ cái tầm quan trọng của các cái nội dung đấy cũng sẽ ảnh hưởng đến chính cái vấn đề mà chúng tôi truyền thông cho chính cái show của chúng tôi. Tôi lấy ví dụ như các bạn gần đây các bạn thấy rằng là ở thị trường Việt Nam và đặc biệt là vấn đề về giải trí á, thì các bạn thấy có những cái game show rất nổi tiếng. Thế nhưng mà nếu như mà các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị sản xuất mà không có chú trọng về cái nội dung này để truyền bá cho chính những cái hoạt động của cái show đó hay của cái công ty đó thì cái nội dung đấy nó cũng sẽ không được truyền tải đến các người dùng. Và các bạn chú ý rằng là hầu như ở đây các bạn đều là những người mà chơi Facebook và YouTube, thì các bạn thấy rằng là có khi mà các bạn thấy rằng trên Facebook của bạn ấy, người ta sẽ cán đề xuất của các bạn là chú ý và hướng tới cái sản phẩm đấy, và tự khắc là cái sản phẩm ấy sẽ tiếp cận đấy với các cái user đó là chính là chúng ta. Nhưng tuy nhiên để làm được cái chuyện đấy thì cái người nghĩ ra một cái nội dung đấy chính là công việc của những người làm truyền thông các bạn, những người làm content digital và những người làm truyền thông trong cái lĩnh vực này. Thì tôi không, tại vì ở đây cái việc mà chúng ta trao đổi thì chúng ta thấy rằng là làm thế nào để chúng ta làm người đấy. Cô lấy chia sẻ thôi, hôm vừa rồi ở trường chúng ta có hai bạn được phòng nhân sự của công ty Gatinsa có mời đến, có gọi đến phỏng vấn và làm thực tập. Thì khi mà phỏng vấn các bạn ấy thì cô thấy rằng là các bạn ấy có kỹ năng làm content, tức là các bạn ấy viết các cái comment cho các cái nhãn hàng hay là những cái chương trình của chính các cái doanh nghiệp mà các bạn thực tập ở cái công ty truyền thông. Thế nhưng mà đến khi mà trao đổi với các bạn xong rồi thì các bạn nói là em có khả năng làm nội dung, những cái nội dung đó trên Facebook, TikTok, nhưng mà tuy nhiên khi mà phỏng vấn xong rồi, ngày đầu tiên hỏi rằng là thế thì em làm như thế nào, có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết, và cả kể là sẵn sàng để học từ doanh nghiệp hướng dẫn cho các bạn. Thế nhưng mà tuy nhiên là chỉ sau một ngày các bạn đầu hàng, các bạn từ chối luôn cô Dung ạ. Các bạn từ chối luôn là em chưa đủ năng lực, em chưa đủ kỹ năng để làm cái này. Do vậy bọn em sẽ xin lựa chọn là sẽ thực tập lại trong một thời gian khác. Vậy thì đối với lại ngành truyền thông mà các bạn đang theo đuổi, vậy thì cô hỏi là tại sao chúng ta phải có những, chúng ta phải hiểu cái cách tất cả các cái nội dung để chúng ta cùng làm. Thì cái việc đầu tiên các bạn lên tiếp cận thì khuyên rằng là các bạn hãy tìm hiểu, chia sẻ, tìm hiểu thêm nữa những cái cách làm ra những cái nội dung như cô vừa chia sẻ là digital content. Bởi vì cái này nó là xu hướng mà của bất kỳ công ty truyền thông nào hay bất kỳ một doanh nghiệp nào về làm truyền thông họ đều quan tâm tới. Bởi vì đó là một cái nội dung để có thể boost ra chính cái hoạt động của doanh nghiệp và cũng là để nâng cao chính cái tay nghề cho chính những cái bạn mà đang học truyền thông bây giờ. Bản thân ở trường của chúng ta cũng thế thôi. Ví dụ như là ngày hôm nay để có cái sự kiện này thì các thầy cô cũng phải truyền thông cái sự kiện này trên các cái hệ thống fanpage và YouTube của trường, các cái kênh YouTube của trường rồi đúng không ạ? Vậy thì làm cái này, bản thân các thầy cô cũng trong trường có thể là học những cái khái niệm tổng quan về truyền thông đấy, cũng có thể là học học rất nhiều những cái quy định hay những cái quy trình để xây dựng các cái nội dung đó và viết bài những cái nội dung đó như thế nào. Nhưng mà để khi mà chúng để làm thì bản thân các thầy cô hiện tại cũng đang phải học để làm sao để cho cái nội dung của chúng ta đến được với tất cả các khán giả nhiều nhất. Và mục đích của các thầy cô cũng là đến với tất cả các bạn sinh viên ở trong trường chúng ta tiếp cận cái nội dung của cái buổi, của các cái buổi ngày hôm nay một cách tốt nhất đúng không? Vậy thì để làm được cái đó thì cái yêu cầu và cái mong muốn của các cái doanh nghiệp như thế nào, thì digital content giúp các quảng bá khẳng định thương hiệu, và trong quá trình xâm nhập vào thị trường thì chắc chắn phải cần củng cố được thương hiệu để phát triển hoạt động của doanh nghiệp. Và cái digital content này chính là cái phương pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra. Cái thứ hai đó là digital content sẽ giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi bởi sự sáng tạo ra một digital content hấp dẫn, chính là sự thúc đẩy nhanh hơn hành vi của khách hàng với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp.
Cái thứ ba đó là digital content chính là yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp là nền tảng vững chắc, hỗ trợ tối ưu cái mục tiêu của khách hàng đến với sản phẩm và dịch vụ của chính doanh nghiệp của mình. Tiếp theo là cái một cái ý nữa là bởi vì chúng ta không chỉ nghĩ đơn giản đấy là chúng ta mới nhìn ở cái góc độ là về nội dung. Tức là cái lên cái nội dung đó như thế nào, nhưng làm thế nào để chúng ta có được những cái nội dung để có thể chuyển đến khách hàng, thì chúng ta sẽ quan tâm đến một cái khái niệm nữa, một cái cụm từ mà các bạn cũng sẽ nghe nhiều, đó là content marketing, đúng không ạ? Thì cái content marketing là cũng là một cái hoạt động trong cái lĩnh vực marketing của doanh nghiệp đưa ra nhằm chia sẻ những nội dung có giá trị liên quan đến các cái sản phẩm và dịch vụ. Và hiện tại chưa bao giờ như bây giờ, cái việc mà chúng ta nghĩ ra được cái content marketing nó lại cấp thiết đến mức độ như vậy, bởi vì chúng ta thấy rằng trong một cái thế giới phẳng quá nhiều thông tin và doanh nghiệp nào cũng phải trội lên, làm thế nào để gây ấn tượng với khách hàng, thì đó chính là cái yêu cầu mà đối với tất cả các doanh nghiệp mong muốn rằng là hãy tìm cho tôi một cái content marketing hợp lý. Vì sao hợp lý và đi đúng với cái doanh nghiệp của tôi, đi đúng với mong ước của chúng tôi và đúng với lại những cái tôn chỉ về hoạt động của chính doanh nghiệp đưa ra, đúng không ạ? Giống như các em thôi, làm bất kỳ một cái CV nào đấy, muốn đầu tiên chúng ta làm marketing cho chính cái, trước khi chúng ta đi thực tập, làm marketing cho chính cái việc mà chúng ta đi thực tập như thế nào và tại sao nhà tuyển dụng lại lựa chọn các em. Vậy thì các bạn cũng có phải lên hẳn một cái CV, và cái đó cũng chính là cái những cái câu chữ mà các bạn lựa chọn để thuyết phục nhà tuyển dụng để tìm đến các bạn và quyết định để lựa chọn các bạn, thì đó cũng là một trong những cái cách mà chúng ta có thể là học dần dần và lựa chọn những cái nội dung content làm sao đấy để cho khách hàng cũng như cho những cái nhà tuyển dụng người ta chú ý đến mình. Đấy thì cụ thể và những cái như các bạn thấy rằng là tất cả các lĩnh vực như là giáo dục, giải trí, góc nhìn và một cái vấn đề nào đó, thì thay vào những cái dịch vụ quảng cáo hay PR chính cái sản phẩm của mình, thì họ trực tiếp giải quyết được những cái vấn đề là giải pháp và hỗ trợ cho chính những cái hoạt động về marketing content này. Ở đây thì có rất là nhiều các cái dạng mà content marketing mà các bạn thấy rằng là đặc biệt là những cái ứng dụng về chiến thuật của các cái nhà, của các cái hệ thống về digital marketing, thì content là một trong những cái mục tiêu hay là đầu những cái nội dung đầu tiên khác biệt và độc đáo trong những tất cả những cái chiến lược mà của những cái người mà muốn truyền thông cho chính sản phẩm của mình. Vậy thì các cái dạng mà ở đây có 6 cái hình thức cơ bản của cái content marketing và lựa chọn và áp dụng giống như là trên blog này, ebook này, video này, infographic này hay là email marketing. Tất cả đấy là những cái hình thức mà người ta có thể truyền đạt những cái thông tin, giống như lúc nãy chúng ta nói là các cái content ấy, thì chúng ta sẽ chuyển cái content đấy đến bằng những cái hình thức nào đối với lại các chính cái khách hàng hay là cái đối tượng mong muốn được tiếp cận những cái nội dung này của chúng ta. Vậy thì chúng ta vừa nói về những cái content marketing, nhưng mà tôi ở đây thống kê một chút về cái xu hướng của cái content marketing trong những năm gần đây. Tôi lược qua cho các bạn cùng nắm. Đối với lại cái cho các cái marketer cho thấy hình ảnh trực quan mà một trong những hình thức content đóng vai trò chủ chốt trong doanh nghiệp, nó rơi vào khoảng 32%. Blog xếp hàng thứ hai là 27%. Social media, marketing social media chiếm đến 80% các bạn. Social media nó giống lúc ấy, quay ngược lại là tôi nói về cái digital content ấy, chiếm 80%. Cái thứ hai là truyền thông xã hội chiếm khoảng 63%, và các cái blog thì chiếm khoảng 60%. Những thông tin mới nhất thiếu về content marketing này thì cũng càng ngày nó cũng có sự chuyển dịch, nhưng mà tuy nhiên thì
so với cái thống kê mới nhất thì chiếm khoảng 10% các cái thông tin cung cấp chỉ sau 3 ngày. Các bạn nhớ nhé, cái nội dung này nó sẽ thay đổi thường xuyên, và cái sự phát triển đấy nó cũng không có cái chu kỳ của sản phẩm, nó khá là ngắn. Do vậy chúng ta cần phải duy trì và làm sao đấy để chúng ta có thể có được những cái nội dung hấp dẫn để có thể tiếp cận được với cái với nhiều người, nhiều đối tượng để mà chúng ta mong muốn tới, để có thể tiếp cận đến khách hàng, khán giả, cũng như là những cái mục tiêu mà doanh nghiệp của chúng ta đặt ra khi tiếp cận đối với lại những cái user. Vậy thì để khi mà chúng ta có được một cái lên ý tưởng về mặt content xong rồi, thì đối với cái việc mà đối với một người làm truyền thông thì hầu như bây giờ chúng ta đều thấy rằng là chúng ta cần phải có những kỹ năng để làm ra một cái hình hay một cái video để chúng ta truyền thông cho cái nội dung hay những cái content chúng ta vừa xây dựng lên. Thì ở đây đặt ra là cách chúng ta sẽ tạo ra những cái viral video một cách hiệu quả như thế nào. Thì đối với những cái người mà làm, đối với những cái doanh nghiệp làm truyền thông, khi mà chúng ta đưa ra một cái sản phẩm để làm nội dung, các bạn cũng nhớ là làm truyền thông thì chúng ta phải chú ý những cái điều gì. Ví dụ như là chúng ta phải quan tâm đến cảm xúc của chính cái video đấy. Thì việc mà chúng ta, cái cảm xúc chính là những yếu tố quan trọng quyết định những cái video của sự thực thành công hay là thất bại, cung cấp cho cảm xúc khác đối với lại được thể hiện rõ qua cảm nhận của người xem tất cả những cái video đấy. Hai là cái thời điểm. Tại sao lại nhắc đến thời điểm? Đối với làm truyền thông chúng ta phải quan tâm, cực kỳ quan tâm đến cái vấn đề thời điểm, nó có kịp thời không, nó có đúng thời điểm để thúc đẩy cái sự lan truyền và nhanh chóng tiếp xúc đến nhiều khách hàng hay không. Điều quan trọng là bắt kịp đúng cái thời điểm để trở thành một trong những hiện tượng hot ghi điểm dễ dàng trong lòng khách hàng các bạn. Cái thứ hai là đối tượng đích. Điều quan trọng không thể thiếu chính là xác định được đối tượng bạn cần hướng đến. Với những sản phẩm sẽ tùy thuộc vào từng đối tượng như trẻ con, người trung tuổi và tất cả các cái đối tượng mà để chúng ta có thể tiếp cận, để chúng ta có quan tâm đến được, từ cái việc là lựa chọn màu sắc, ngôn từ hay nội dung làm sao đấy cho phù hợp. Cái thứ ba là nội dung. Cái tiếp theo là cái nội dung. Thì hầu hết những cái nội dung viral ấy thì thường sử dụng những cái nội dung ngắn gọn, xúc tích để tập trung chủ yếu vào những cái từ khóa sản phẩm, dịch vụ, giữ được chân khách hàng để xem. Cái thứ cuối cùng đó là nền tảng để lan truyền tất cả những cái nội dung này là cái gì. Nền tảng ở đây thì chúng ta cũng có rất là nhiều cái nền tảng, mà đặc biệt mà chưa bao giờ chúng ta thấy rằng là nhiều nền tảng như bây giờ. Những năm trước thì chúng ta chỉ thấy rằng có Facebook thôi. Những năm gần đây thì chúng ta thấy rằng Facebook rồi YouTube rồi. Nhưng những năm gần đây thì các bạn đã nhìn thấy là có TikTok hay là Instagram. Thì đấy là những cái nền tảng mà chúng ta có thể truyền đạt được những cái nội dung của chúng ta trên các cái nền tảng xã hội. Ở đây vì sao tôi lại lựa chọn trình bày những cái nội dung này đến với các bạn. Tôi cũng chỉ đứng ở góc độ những cái người của cái nhà làm tuyển dụng thôi, không phải là đứng góc độ của những cái thầy cô chuyên giảng về truyền thông như ở trường các bạn. Nhưng tuy nhiên thì cái nhu cầu về việc làm và nhu cầu của xã hội thì đây là những cái yêu cầu và những cái kỹ năng mà hầu như tất cả các công ty truyền thông của chúng tôi bây giờ đang hướng tới. Trước tiên thì chúng tôi nghĩ rằng là các bạn ra trường chúng tôi cũng không dám đòi hỏi các bạn quá nhiều các kỹ năng để làm những cái sản phẩm lớn. Nhưng trước tiên chúng tôi sẽ cùng với các bạn, đồng hành với các bạn là đi từ những cái sản phẩm nhỏ đến những sản phẩm lớn. Thì trước tiên những cái nội dung như là viral video hay những cái content để chúng ta có thể làm marketing truyền thông nhỏ
ở những cái góc độ nhỏ, những cái sự việc nhỏ hay những cái nhãn hàng nhỏ, những cái nội dung rất nhỏ thôi, để các bạn từ đấy chúng ta đã hình dung cái kỹ năng và những cái công việc mà chúng ta sẽ làm như thế nào. Và thực sự là cái với cái tiêu đề đó là truyền thông trong thời kỳ hỗn loạn, và thực sự chia sẻ rằng là các bạn cũng thấy hỗn loạn đúng không ạ? Bởi vì là một ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta chỉ cần lướt web thôi, những ngoài ra những cái thông tin mà đăng trên những cái tờ báo chính thống, chúng ta thấy rằng là đã có sự kiểm soát, nhưng mà những cái thông tin mà các bạn thấy rằng là nhìn thấy trên Facebook, TikTok hay Instagram, chúng ta cũng không kiểm soát hoàn toàn nội dung. Mặc dù ở Việt Nam chúng ta thì năm vừa rồi đã có luật về an toàn, có những cái luật và có những cái người mà đưa những cái thông tin không đúng, cũng sai, cũng chưa có xác minh nguồn gốc, cũng đã có những cái cũng đã bị nhắc nhở và xử phạt theo cái quy định chế tài của nhà nước. Nhưng mà tuy nhiên thì đấy là những cái yêu cầu mà các doanh nghiệp bây giờ người ta tuyển rất nhiều. Mà để chúng tôi khi mà chúng tôi sản xuất truyền hình, các bạn thấy rằng đấy là công ty truyền thông, nhưng các bạn mới đang nhìn thấy là những cái truyền thông của chúng tôi về những cái show truyền hình thôi. Nhưng mà tuy nhiên để ra được những cái show truyền hình như vậy thì trước đấy để gửi đến các bạn và các bạn biết tới thì chúng tôi cũng phải làm cái truyền thông cho nó rất nhiều, và để làm sao để cái nội dung của chúng tôi ở mãi với khán giả và thường xuyên các bạn có thể nhìn thấy, thì chúng tôi cũng cần phải làm những cái content về marketing, cũng như là làm những cái viral video để làm sao để gửi đến các khán giả, và đặc biệt nhờ đó mà các bạn biết đến chúng tôi nhiều hơn thông qua những cái nội dung đó. Vậy thì cái nội dung chia sẻ của chúng tôi ở đây, của tôi ở đây cũng chỉ ngắn gọn như thế thôi, và tôi mong muốn rằng là tôi đến đây chia sẻ rằng đấy là cái mong muốn chúng tôi đang tìm kiếm những các cái nhân sự như vậy, và nhu cầu của chúng tôi đang tìm những bạn sinh viên có khả năng và kỹ năng tốt. Gần như là định hướng cho các bạn nhìn thấy rằng là cái ngành truyền thông của các bạn nó không cảm giác không qua tôi chia sẻ với một bạn các bạn ở bên trường đại học UF thì là mọi người cảm thấy là hoang mang, không biết là chuẩn bị đến khi mà chúng ta đi thực tập thì chúng ta có việc làm như thế nào. Nhưng chia sẻ rằng là cái ngành truyền thông của chúng ta không hề thiếu việc làm, đặc biệt nếu như các bạn có khả năng xây dựng content cho mình, hoặc và các bạn có thêm những kỹ năng viết, kỹ năng về edit và kỹ năng về Photoshop, thì tôi nghĩ rằng các bạn sẽ thành công trong lĩnh vực này thôi. Và ví dụ như ngày hôm nay tôi chia sẻ rằng nhu cầu của tôi để kiếm những bạn làm viral video chúng ngay bây giờ, thì các bạn có đủ có đủ tự tin đó không để đến với chúng tôi, và chúng tôi sẵn sàng cầm tay chỉ việc hướng dẫn và đồng hành các bạn từ cái việc là xây dựng cái content đó ra sao, từ cái việc các bạn sẽ làm ra các cái video viral đó một cách hiệu quả ra sao. Thì chắc là cô xin dừng ở đây để chúng nhận những câu hỏi, và chúng ta sẽ đi vào các cái mong muốn của các bạn ở sinh viên năm thứ 3, thứ 4 là chúng ta chuẩn bị ra trường với kỹ năng đó, với những cái hành trang đó, những kiến thức đó, thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào, và chúng ta sẽ cần có kỹ năng gì để thuyết phục nhà tuyển dụng, và đặc biệt là với cái ngành truyền thông này của chúng ta. Hôm nay cũng chia sẻ rằng là có rất là nhiều bạn như là học ngành quản trị ra này, học ngành marketing ra này, thực ra là ai cũng phải làm truyền thông cho chính mình thôi, cho chính doanh nghiệp của mình, cho chính bản thân mình. Để làm được cái đấy thì các bạn phải có sản phẩm để build up cái sản phẩm đó, đúng không ạ? Thì để được build up cái sản phẩm đó lên, giới thiệu chính bản thân mình thôi, giới thiệu chính doanh nghiệp của mình thôi, thì các bạn cũng cần phải có những kỹ năng đó phải làm, và hầu như tất cả các doanh nghiệp bây giờ đều cần cái nhu cầu này. Và bắt đầu bây giờ tôi sẽ nhận tất cả các câu hỏi, và tôi sẽ sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi mà các bạn đưa ra với góc độ tôi là nhà tuyển dụng, và các bạn muốn chia sẻ hoàn toàn nói chia sẻ về mặt kỹ năng cũng như là kiến thức hiện tại đang có. Và đối với cái doanh nghiệp hiện tại bây giờ thì về mặt truyền thông thì các bạn họ các doanh nghiệp họ đang cần những cái yêu cầu gì? Vâng. Dạ vâng, xin được cảm ơn phần trình bày cũng như là phần chia sẻ tâm huyết đến từ cô Đặng Thanh Dương, giám đốc nhân sự của công ty Capisa. Và Dương nghĩ rằng là với phần chia sẻ vừa rồi thì tất cả các bạn chúng ta đang tham dự chương trình hôm nay
Thì trong số đó thì các bạn cũng có những bạn chúng ta đang hoang mang về cái con đường sắp tới, cũng đang không biết là vừa vui hay là vừa lo, không biết rằng là tương lai của mình sẽ ra sao. Nhưng mà sau khi mà nghe chia sẻ của cô Nhường thì chắc chắn là chúng ta cũng có thêm những kiến thức mới mẻ, và để các bạn có thể thu học về ngày hôm nay, rồi xong rồi chúng ta sẽ vận dụng nó trong cái quá trình mà các bạn sẽ đi tuyển dụng tại công ty cũng như doanh nghiệp mà các bạn yêu thích và mong muốn được làm tại đó. Nhưng mà các bạn sinh viên ơi, các bạn cũng đừng có quá lo lắng nha. Nếu như những bạn đang chúng ta đây thật sự lo lắng thì các bạn hãy cố gắng là trong cái khoảng thời gian từ bây giờ cho đến khi mà các bạn tìm việc á, thì các bạn hãy luôn trang bị đủ kiến thức cho mình cũng như là kỹ năng nè và thái độ. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ phải tự tin hơn, rồi chúng ta sẽ chuẩn bị những cái CV cũng như là những cái portfolio, những cái kinh nghiệm của chúng ta có để chúng ta ứng tuyển vào cái vị trí mà chúng ta yêu thích các bạn nha, cũng như là chúng ta sẽ bước vào cái cánh cửa nghề nghiệp. Và ngay bây giờ thì những người cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi mà các bạn gửi về, và ngay bây giờ thì những người sẽ bắt đầu luôn với câu hỏi đầu tiên ạ. Với câu hỏi đầu tiên thì những người nhận được, bạn hỏi rằng là dạ thưa cô Nhường, em học quản trị nhưng mà em định hướng là em sẽ đi theo truyền thông cũng như là tổ chức sự kiện. Như vậy thì em cũng mong được là ngày hôm nay là sẽ nhận được góp ý từ cô ạ. Dạ, hy vọng rằng là với câu hỏi này thì cô Nhường sẽ chia sẻ với các bạn. Cô cũng chia sẻ với các bạn là ví dụ như là cô là học về chuyên ngành về du lịch, cô cũng không học về ngành truyền thông, nhưng mà thực ra cả kể là hiện tại bây giờ cô đang giữ vai trò là giám đốc nhân sự của công ty, nhưng mà nếu các bạn có xem những cái chương trình như là Thiếu Niên Nói chẳng hạn, các bạn cũng sẽ nhìn thấy cái sòng cuối cùng cái phần ending ấy, cũng thấy rằng là cô để danh là sản xuất, giám đốc sản xuất của chương trình luôn. Vậy thì không quan trọng là các bạn học ngành gì, quan trọng là các bạn muốn làm gì để chúng ta có thể đạt được cái ước mơ của chúng ta. Và đối với giống như tôi rất thích cô Minh, cô Tưởng Minh lúc đầu cô nói rằng là không có giới hạn, chúng ta đang ở một thế giới phẳng và không ai có cái giới hạn của mình cả. Và các bạn có quyết tâm để đi đến cái đích mà mình mong muốn hay không thôi, và hoàn toàn các bạn có thể làm được. Học quản trị bởi vì đối với ngành truyền thông, các bạn thấy rằng là ngành truyền thông của chúng ta không như ngành khác. Khi mà chúng ta phát biểu ra hay chúng ta đưa ra bất kỳ một thông tin gì đều phải rất là chỉnh chu và hướng cho mọi người theo cái nội dung đấy, bởi vì chúng ta là người cung cấp thông tin mà. Thì các bạn càng có kiến thức rộng, càng có kiến thức sâu thì chúng ta càng làm truyền thông tốt. Và cái tính xác thực cũng như là cái tính chính xác của truyền thông ấy yêu cầu rất là cao. Do vậy mà dù em có học quản trị đi chăng nữa thì em vẫn có thể làm rất tốt. Và thực sự đối với cái người mà làm event ấy, chia sẻ rằng là người làm event thì cái khả năng quản trị sắp xếp tổ chức của các bạn phải nói là phải có tố chất. Chính vì thế là khi mà ở công ty những cái bạn mà có thể được đề xuất lên làm giám đốc sản xuất chẳng hạn, hoặc là bắt đầu làm sản xuất, thì bản thân các bạn ấy phải là người có khả năng tổ chức quản trị rất tốt, từ việc là sắp xếp các nội dung công việc cho đến việc là tổ chức cái sự kiện đó, cái ngày ghi hình đó một cách trơn tru và khoa học nhất. Do vậy em học quản trị, em có nhu cầu và em mong muốn được làm truyền thông thì em hoàn toàn có thể làm được, và đặc biệt là những cái ngành về sự kiện đều rất là tốt. Như vậy là với phần trả lời vừa rồi thì hy vọng rằng là bạn chúng ta sẽ vững tâm hơn, cũng như là nếu như mà chúng ta thích thì chúng ta cứ trải nghiệm đi, chúng ta cứ dấn thân vào nó thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đạt được cái điều chúng ta muốn ạ. Dạ, và bên cạnh đó thì cũng có một bạn với một cái tài khoản nickname là Anonymous hỏi rằng là em học khoa ngoại ngữ nhưng mà có định hướng muốn theo ngành truyền thông, và không biết là khi mà mình làm trái ngành đó cô thì có nhiều cơ hội trong ngành này hay không? Cô cảm ơn câu hỏi của em. Thực ra đối với lại yêu cầu của ngành truyền thông là buộc bạn khuyến khích và ưu tiên những bạn học ngoại ngữ, bởi vì các bạn thấy rằng là bây giờ chúng ta đang sống trong một cái thế giới phẳng mà chúng ta có thể đâu chỉ có truyền thông chỉ cho người Việt chúng ta coi đâu, chúng ta truyền thông cho làm thế nào đấy để cho toàn thế giới có thể biết đến những cái nội dung, những sản phẩm mà chính biết về cả đất nước con người Việt Nam của chúng ta. Do vậy những bạn mà làm
Thực ra hiện tại ở công ty là những anh chị mà học về chuyên ngành ngoại ngữ làm truyền thông lại rất là tốt. Ở đây truyền thông ấy thì chúng ta phân ra bạn muốn làm báo, bạn làm phóng báo hay là bạn muốn là nhà sản xuất truyền hình. Sản xuất truyền hình thì có thể là bạn làm biên tập sản xuất, hay bạn là những cái người mà làm sáng tạo, nghĩ ra các format, hay là bạn chỉ là người tổ chức sản xuất thôi, hay là cả kể ở đây nếu có những cái bạn mà học kỹ thuật như là thiết kế đồ họa hay thiết kế 2D hay là dựng phim thì chúng ta cũng phục vụ cho ngành chuyện ngành truyền thông, tại vì những người đấy là những người mà tạo ra các sản phẩm. Vậy thì em học ngoại ngữ nhưng em học về chuyên ngành gì, em mong muốn là em ra trường em sẽ làm báo hay em làm sản xuất truyền hình, hay em lại làm là người sáng tạo những cái nội dung về digital content chẳng hạn. Ví dụ như các bạn thấy rằng có rất nhiều các anh chị học ngoại ngữ, đặc biệt là rất nổi tiếng, như đã có những cái nút bạc, nút vàng giống như là anh Tùng Tôm chẳng hạn, là một trong những cái người mà học cũng là dân ngoại thương, học ngoại ngữ khá là giỏi nhưng mà bởi vì là đam mê về truyền thông. Bạn ấy cũng là những cái người gọi là YouTuber khá là nổi tiếng trong một thời kỳ, bạn ấy không hề học truyền thông, nhưng vấn đề là em phải xác định rõ em muốn làm cái gì. Thì từ đấy em có thể nâng cái, em sẽ sắp xếp để sao cái kỹ năng, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng của mình để có thể phục vụ cho công việc của mình. Còn ngoại ngữ thì chúng ta có khả năng để có thể tìm hiểu kiến thức văn hóa của nhiều quốc gia hơn, và từ đó chúng ta có thể học hỏi những cái cách làm truyền thông của các cái quốc gia đấy hiệu quả hơn, thì nó sẽ đem lại những cái kiến thức khá rất là bổ ích cho các bạn. Dạ, Diễm Kiều hoàn toàn đồng ý với lại cô Nhung, là bởi vì mỗi ngày thì chúng ta sẽ nên là học thêm nhiều kiến thức nữa. Ví dụ như là chúng ta học thêm những cái kỹ năng nào, có thể là bạn thấy ngành, nhưng mà nếu như mà bạn thích đi, bạn thích thiết kế đi, hoặc là bạn thích dựng phim, hoặc là bạn thích chụp ảnh, hoặc là viết báo, thì bạn cũng có thể học thêm những kỹ năng này và bạn cũng có thể trải nghiệm tại cái lĩnh vực truyền thông này. Còn chúng tôi phải nói là Diễm Kiều cũng là một người làm trong truyền thông thôi. Diễm Kiều cảm thấy là mỗi ngày học được rất là nhiều cái mới từ cái ngành nghề của mình ạ. Cho nên là những người cũng hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ như vậy. Và chúng ta mỗi ngày chúng ta sẽ cố gắng học thêm những kỹ năng. Và khi mà chúng ta học như vậy á, thì chúng ta sẽ tìm kiếm được những cái sở thích của mình. Từ đó thì chúng ta sẽ biết được chúng ta muốn làm gì và chúng ta có dấn thân thôi ạ. Dạ, và bên cạnh đó thì ngay lúc này cũng có một câu hỏi đây. Bạn hỏi rằng là trong cái khoảng thời gian này nè, khi mà chúng ta giãn cách xã hội bởi vì dịch Covid-19, thì hầu như là các doanh nghiệp đều có một cái bước lùi. Dạ, như vậy thì đối với ngành truyền thông thì công ty có những cái ứng phó như thế nào, và cũng như là cái xu hướng truyền thông trong cái thời điểm này có gì đặc biệt cũng như là khác biệt hơn so với giai đoạn bình thường, cô Nhung chia sẻ. Nếu mà học trong ngành truyền thông thì các bạn thấy rằng là trong giai đoạn vừa rồi nó vừa là cái thách thức vừa là cơ hội rất lớn cho những người làm truyền thông. Các bạn thấy rằng ví dụ như là từ VTV là một trong những cái kênh lớn quốc gia của Việt Nam, từ cái việc là các anh chị đi tác nghiệp thôi cũng thay đổi cái vấn đề về số hóa trong vấn đề tác nghiệp. Các bạn có nên, gần đây các bạn có xem chương trình The Hero và Tối Chủ Nhật không ạ? Có xem, tại vì các bạn nhìn thấy thế thôi, nhưng mà thực sự nó là một cái sự thay đổi trong cái việc chúng ta tác nghiệp và cái cách tổ chức sản xuất rất lớn. Lúc đầu thì chúng ta, các bạn nhìn sân khấu rất là hoành tráng, nhưng mà thực sự các bạn có biết không, để tổ chức cái đó chúng tôi hoàn toàn chỉ đạo bằng cách là online hết, và chỉ có duy nhất là quay phim đứng ở đó bấm máy cho nghệ sĩ hát, và có những cái tập chúng tôi hoàn toàn làm ở nhà của chính các nghệ sĩ đó. Nhưng mà các bạn thấy rằng cái nội dung đó lên truyền hình vẫn rất hoành tráng đúng không ạ? Vậy thì đúng là chúng ta thấy rằng nó thách thức đấy, thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn làm được và chúng ta còn làm tốt hơn nữa. Và các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta trong cái giai đoạn này thì mới thấy rằng là truyền thông cực kỳ quan trọng với đến bất kỳ một doanh nghiệp nào hay bất kỳ một cái cá nhân nào. Ví dụ như là bản thân như là cô chẳng hạn, bây giờ muốn làm hay là muốn tuyển dụng của các bạn, nếu không qua những cái truyền thông, qua những cái ứng dụng này, ví dụ như trước đây
để có ngày hôm nay chúng tôi lên đây là cô Dung cũng phải gửi cho chúng tôi đường link này, cũng phải chuẩn bị cho tôi những cái backdrop này, cũng phải cùng hướng dẫn tôi để làm rất nhiều thứ để có thể tác nghiệp với các bạn, mà cả kể ngày các bạn ở đây, các bạn không ở thành phố Hồ Chí Minh, mỗi bạn một nơi ở các tỉnh khác nhau. Và thông qua cái sự kiện này cũng là một hình thức truyền thông cho các hoạt động của nhà trường, truyền thông cho hoạt động giáo dục của nhà trường. Vậy thì thông qua đây nó đều là cơ hội, nó đều là cơ hội cho tất cả chúng ta, những người làm truyền thông. Và cái việc mà khi mà chúng tôi làm sản xuất như vậy ấy, thì thấy ra rằng là hóa ra không có gì là không thể, và chúng ta vẫn làm được những cái sản phẩm cực kỳ hoành tráng. Và nếu mà, và thêm một cái nữa cũng chia sẻ với cô Dung và các bạn sinh viên, là trong thị trường mà chúng tôi dạo qua một vòng ấy, thì được đánh giá trường Văn Lang được đánh giá là những nơi đào tạo, chia sẻ đào tạo để làm những cái các cái sản phẩm về 3D, 2D rất tốt. Tôi không biết là ngày hôm nay ở đây có những bạn sinh viên trong lĩnh vực đào, trong ngành đó không cô Dung ạ? Tại vì các bạn nhìn có vẻ rất hoành tráng, nhưng mà thực ra chúng tôi chỉ thực hiện trong một căn phòng ngang khoảng tầm 2,5 m, chiều dài khoảng tầm 4 m để quay. Nhưng các em nhìn thấy trên sân khấu rất hoành tráng đúng không ạ? Đấy, hoàn toàn nhờ vào công nghệ. Hoàn toàn nhờ vào công nghệ. Và chúng tôi hoàn toàn chỉ đạo từ xa và cắt ghép vào với nhau. Đấy thì đấy chúng ta thấy rằng là trong cái khó chúng ta lại có nhiều những cái sự sáng tạo khác nhau đúng không? Nội dung cũng thế, và mọi người cảm thấy rằng là khi mỗi một cái sản phẩm ra thì mọi người cảm thấy rất là hạnh phúc, và cảm thấy đấy nó chính là cái trái ngọt mà cả cái công sức lao động của cả một tập thể nghi kíp có thể tạo ra được. Và cô mong muốn rằng là tất cả các bạn mà mong muốn ước nguyện làm truyền thông, ngành của chúng ta không nhẹ nhàng như các em nghĩ đâu nhá, rất là vất vả đấy. Nếu mà các em mà vượt qua được những cái sự vất vả đấy và hàng ngày phải học hỏi, hàng ngày phải sáng tạo, thì chắc chắn các em sẽ trở thành những nhà sản xuất cũng như những nhà truyền thông giỏi trong tương lai. Nếu mà các bạn quan tâm, ví dụ như là chương trình Sinh May Song của công ty Cát Tiên Sa, cũng là cựu sinh viên của Đại học Văn Lang tổ chức, là giám đốc sản xuất của chính chương trình đó đấy các em. Do vậy các bạn hoàn toàn tự hào là mình là sinh viên của trường Đại học Văn Lang, và đặc biệt là ngành truyền thông đa phương tiện cũng như là truyền quan hệ công chúng. Cảm ơn cô nhiều những chia sẻ vừa rồi. Lúc nãy thì cô Nhường nói là các bạn ơi, là làm cái công việc sản xuất á, cũng như là làm những cái công việc liên quan đến truyền thông thì sẽ rất là vất vả và mất nhiều thời gian. Nhưng mà bên cạnh đó, ngày hôm nay khi mà chúng tôi đọc rất nhiều những câu hỏi của các bạn á, thì các bạn rất là quan tâm về lĩnh vực này, và hầu hết như là các bạn đều hỏi cô Nhường rằng là cô ơi, cái Tiên Sa có tuyển thực tập sinh năm 2, năm 3 hay không ạ? Và công ty của mình tuyển nhân viên thời vụ như thế nào ạ? Thì em rất là mong muốn để có được cái cơ hội được vào cái Tiên Sa làm việc. Thì cô ơi, không biết rằng trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì cô có thể chia sẻ cùng với các bạn không ạ? Thực ra mình đến đây cũng mong muốn rằng là cũng là cái cơ hội để tạo cho các bạn sinh viên được tiếp cận với ngành truyền thông một cách trực quan hơn. Thì công ty sẵn sàng nhận các bạn thực tập ngay bây giờ, từ năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, năm thứ nhất chúng tôi cũng sẵn sàng nhận. Tuy nhiên, các bạn phải biết được rằng là mình đã có kỹ năng gì và mình mong muốn gì. Nếu các bạn đủ tự tin và apply, gửi hồ sơ, đăng ký thực tập, chúng tôi sẵn sàng ngày mai chúng tôi có thể xét lịch để có thể phỏng vấn các em ngay lập tức. Dạ, phải nói rằng khi mà cô Dường nói như vậy thì rất là vui, bởi vì á là các bạn có sinh viên trường Đại học Văn Lang sẽ có thêm nhiều cơ hội nữa. Và đặc biệt đấy nha, là các bạn chỉ mới năm 2, năm 3 thôi thì thật sự rất là khó để tìm kiếm những cơ hội tại những doanh nghiệp lớn như là công ty Cát Tiên Sa. Và Dũng Kiều cũng xin được chia sẻ với các bạn thôi. Dũng Kiều thì năm nay đã ra trường được 1 năm rồi. Dũng Kiều không phải là sinh viên Văn Lang, nhưng mà trước đó thì Dũng Kiều cách đây là 3 năm thì Dũng Kiều là thực tập sinh của cô Nhường. Dạ, không biết là cô Nhường có nhớ không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng muốn chia sẻ với các bạn là về cái cơ hội mà khi mà các bạn làm việc tại công ty Cát Tiên Sa. Lúc đó khi mà Dũng Kiều thực tập tại công ty của mình á, thì là vào năm 2.
Và phải nói rằng là năm 2 với rất là nhiều những bỡ ngỡ, và thực sự là những điều cam đoan với các bạn luôn á, là những kiến thức mà các bạn học ở lớp, các bạn học ở trường, các bạn học ở khoa đó, thì thực sự là chúng ta có rất là nhiều cái khác khi mà các bạn đưa nó vào thực hành nha. À, thì một khoảng thời gian là lúc đó những Kiều nhớ rằng là khoảng 3 tháng những Kiều được học, được làm tại công ty Casting Sai, thì những Kiều học được rất nhiều thứ hay các bạn ạ. À, nào là những Kiều được thử sức rất là nhiều những vai trò khác nhau, ví dụ như là voice off nè, rồi bên cạnh đó là những người viết content nè, những người làm social, làm những cái social post nè. Và lúc đó những Kiều nhớ là những Kiều phụ trách cái chương trình The Voice Kids, và cũng rất là may mắn cho những Kiều là chỉ có một cô gái chân ướt chân ráo bước vào ngành lĩnh vực truyền thông thôi, nhưng mà được công ty cái tiên xa cũng như là được cô nhường trao gửi một cái sự an tâm, là lúc đó là những Kiều dẫn được cái chương trình The Voice Kids nhưng mà dẫn MC livestream. Thì đó như là một cái cột mốc, một cái cánh cửa mới cho những Kiều như vậy. Đó là một cánh cửa mới trong CV của những Kiều. Một cái tên là mình đã thực tập tại công ty Casting Xa, phải nói rằng là rất là hạnh phúc luôn. Và bên cạnh đó nó mở ra một cái cánh cửa mới cho tất cả những cơ hội khác nữa. Những Kiều hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất nè, những Kiều hiểu rõ hơn về cách làm cái social post hay là những cái content digital lúc nãy cô nhường có nhắc đó các bạn. Và phải nói rằng là nếu như các bạn có được cái cơ hội mà chúng ta vào thực tập tại công ty Casting Xa, thì đây sẽ là một cái niềm hạnh phúc cũng như là một cái cơ hội rất tốt. Và các bạn đừng có chần chờ gì nữa, chúng ta hãy đặt những câu hỏi đi, cũng như là nếu như mà các bạn thực sự và thật tâm chúng ta muốn thử sức ở lĩnh vực truyền thông mà đặc biệt là tại công ty, thì các bạn cứ hỏi nhỏ cũng như là nhắn tin để với cô Nhàn, cô Nhường nha, để cô Nhường ngày hôm nay sẽ đưa lại những thông tin đó cũng như là mang và trao đổi những cơ hội đó cho tất cả các bạn ạ. Dạ, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến một câu hỏi nữa. Bạn hỏi về chương trình rằng là dạ cô ơi, bây giờ thì cô có thể nói rõ giúp tụi con biết rằng là tiêu chí để các tiên sa nhận thực tập sinh là gì không ạ? Như cô nói rồi, ở đây tiêu chí thì cô cũng sẽ xem lại ở trường các bạn là học sẽ được phỏng vấn, chắc chắn sẽ được phỏng vấn. Ngày xưa chị ví dụ như là chị Kiều đến thực tập tại công ty Casting Xa, chúng tôi đâu có đặt tiêu chí gì cho chị Kiều đâu. Tôi chỉ đơn giản là bạn ấy là sinh viên truyền thông của Đại học Hoa Sen. Cái bạn mới là sinh viên năm thứ hai thôi, bạn không có một cái kỹ năng gì trong tay cả, mặc dù trường Đại học Hoa Sen thời điểm đấy được đánh giá là một trong những trường mà đầu tư cho sinh viên có được hành trang để trước khi ra thực tập khá lớn, như là máy quay, các cái dụng cụ để các bạn có thể thực hành. Và lúc đấy chị Kiều của các bạn được chúng tôi phát hiện ra rằng có một cái giọng rất là ăn off boy, và từ đấy bắt đầu chúng tôi sẽ cho bạn làm off boy. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì đối với cái người mà làm MC được như chị Kiều ấy, thì lại có khả năng làm biên tập nội dung rất là tốt. Và lúc đầu cô có trình bày ở phần trên đó là chúng ta phải có được cái content marketing hay là content cho chính những cái show, những cái nội dung của mình đưa ra. Cái đấy quan trọng vô cùng, nó gần như là cái chìa khóa để mở cửa cho các em để bắt đầu, chúng ta bắt đầu đi vào để làm các cái nội dung cụ thể. Và khi chị Kiều, bản thân chị Kiều ngày hôm đấy mà có làm live stream đấy, thì chị Kiều cũng phải làm biên tập cái kịch bản MC của mình. Và bắt đầu lúc đấy bắt đầu mới làm kịch bản như thế nào, làm kịch bản MC như thế nào. Thế nhưng mà chưa dừng ở đấy đâu, khi mà làm kịch bản MC rồi thì chị Kiều phải làm sao cáp lại được cái buổi live stream ngày hôm đấy của mình. Thì chị ấy phải làm cái gì đã, làm một cái bước nữa là làm biên tập cái nội dung đấy để tạo ra những cái video viral như cô vừa chia sẻ ở trên, để có thể lại bắt đầu chuyển sang một định dạng là đặt trên Facebook, đặt trên YouTube và cả kể trên Shopify của chúng ta, đúng không Kiều? Thì từ đấy bắt đầu Kiều mới bắt đầu mới chạm chân, đặt tay vào những kỹ năng của cái người mà tạo ra gọi là nội dung về mặt truyền thông như thế nào. Đấy là những cái bước ban đầu. Vậy thì trước tiên cô để đòi hỏi các em có kỹ năng gì ngay thì chưa có, nhưng các em có sẵn sàng để học hỏi những cái kỹ năng đó từ chúng tôi dạy cho các em hay không? Và tôi tự tin rằng các em chỉ cần thực tập tại công ty Casting Xa khoảng 4 tháng thôi, các bạn có đủ khả năng tự tin đi phỏng vấn ở bất kỳ một công ty và các nhà tuyển dụng nào rằng em có đủ kỹ năng đấy. Bởi vì tôi nghĩ rằng không có một môi trường nào có thể rèn kỹ năng và đào tạo các bạn trở thành biên tập cũng như là trở thành người nhà sản xuất một cách
gọi là sát sườn như là như 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 mà các bạn thấy như những cái công ty khác mà các bạn thấy. Và đặc biệt ngày xưa chị Kiều chúng tôi phải nói là cũng gọi là còn chưa phải là mạnh tay đâu, vẫn còn nhẹ tay lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng lúc đấy các bạn cũng đã rất là cảm thấy là áp lực rồi đúng không Kiều? Lúc đấy bọn em chỉ làm những nội dung nhỏ trên Sansa thôi, cũng chưa phải là những cái nội dung của show lớn đâu, đấy là một phần rất nhỏ thôi. Đấy thì các bạn đừng sợ là mình có kỹ năng gì, vấn đề các em có quyết tâm để học hỏi hay không thôi. Bởi vì hầu như các em ở trên trường các em mới đang học những kiến thức về tổng quan, những cái lý thuyết thôi, còn để thực hành như thế nào thì các em chưa có điều kiện để thực hiện điều đó. Vậy thì chúng tôi hoàn toàn có thể đồng hành với các em với điều kiện các em chịu khó để học hỏi. Nhớ là ngày xưa là Diễm Kiều rất là kiên trì, mà bên cạnh đó là Diễm Kiều là một con người rất là thích học hỏi. Cho nên là khi mà thực tập tại công ty Cát Visa thì tới tận bây giờ luôn, Diễm Kiều luôn luôn nhớ về những cái ngày đó, cũng như là một cái cột mốc đánh dấu là trong cái việc mà mình xuất hiện ở một cái chương trình lớn, cũng như là mình có được cơ hội được thực tập và được làm việc cùng với lại các anh chị tại một công ty lớn như là công ty Cát Visa. Dạ, và bên cạnh đó thì ngay bây giờ chúng ta cũng còn có rất là nhiều câu hỏi, và Diễm Kiều sẽ ưu tiên câu hỏi này cho các bạn sinh viên ạ. Dạ, bạn nói rằng là em có một câu hỏi muốn gửi đến cô. Dạ, cô ơi, một show truyền hình á, thì mình sẽ gồm hết tất cả bao nhiêu mảng truyền thông và vị trí công việc trong mỗi sự kiện được sắp xếp như thế nào? Và một biên tập viên truyền hình cần có những tiêu chí gì ạ? Em rất là mong nhận được lời khuyên từ cô. Ở đây có đối với lại một cái người làm sản xuất truyền hình có khá nhiều khâu. Đầu tiên các bạn phải có được cái ý tưởng. Từ ý tưởng thì các bạn sẽ phải làm format cho cái ý tưởng về cái game show đó. Và từ đó khi mà lên được ý tưởng rồi thì các bạn cũng phải ra được cái format. Từ cái format các bạn sẽ phải hình dung được các khâu tổ chức sản xuất như thế nào, cũng như là lên cái đường dây kịch bản như thế nào cho từng phần ghi hình, từng cái giai đoạn ghi hình một. Vậy thì nó vô cùng nhiều khâu. Các bạn nhìn đơn giản thế thôi, nhưng mà nó tổng hợp rất nhiều thứ, bao gồm cả vấn đề về quản trị, bao gồm cả vấn đề về tài chính, kế toán, tổ chức, cũng như là những cái người mà có thể là làm cả, có khi nhiều lúc mà mình cũng phải lên diễn luôn ấy. Có khi nhiều lúc mà các bạn làm mà các bạn cũng phải là có những cái show mà các bạn có khi phải làm diễn viên đóng thế luôn ấy. Giống như kiểu ngày xưa cũng có làm diễn viên đóng thế, bởi vì chúng ta cũng thiếu người đúng không em? Vậy thì vô cùng nhiều khâu, và trước khi cái chương trình đấy mà được ra thì chúng ta cũng phải lên kế hoạch về truyền thông PR cho chính cái show của mình. Rồi trước đấy thì ngày ghi hình như thế nào, rồi ngày lên sóng như thế nào, thì có rất là nhiều cái mà các bạn phải quan tâm đến. Và có những cái thứ mà chúng ta không, bởi vì nó cũng không phải có một cái tiêu chuẩn nào đâu em. Mỗi một công ty sẽ có một cái quy trình tổ chức sản xuất là khác nhau, và cái cách tổ chức quản lý, quản trị là khác nhau. Do vậy thì mỗi một công ty như vậy thì em vào em cũng sẽ được hướng dẫn để làm sao đấy em có thể bắt kịp với nhịp và cái quy trình mà công ty làm, chứ cũng không có một cái quy chuẩn nào chung cho cái việc là ở cái quy chuẩn cái nó gồm bao nhiêu bước, quy trình nó như thế nào. Mỗi một công ty có một cái sự khác biệt như thế. Giống như là hồi chị Kiều vào làm chẳng hạn, ví dụ chúng tôi có những đơn vị khác nhau, lúc đấy là Kiều làm thực tập ở Sansa, cái quy trình mà chúng tôi tổ chức cái sản phẩm của cái The Voice năm đó, thì đối với bên chỗ khâu của Kiều chẳng hạn là một quy trình khác, nhưng mà đối với ekip mà tổ chức sản xuất thì lại theo một quy trình khác, với ekip của Viva thì lại theo một quy trình khác. Vậy thì các em không có lo về cái vấn đề đấy đâu, và công ty sẽ, mọi người sẽ cùng hướng dẫn để cho em có thể nắm bắt được quy trình đấy để em làm. Ai nói rằng là các bạn đừng có lo lắng quá, chỉ cần các bạn muốn hay không. Nếu như mà các bạn muốn thì Diễm Kiều tin rằng là các anh chị tại công ty Cát Visa cũng như là cô nhiều đây sẽ luôn luôn hỗ trợ cũng như đứng phía sau để giúp cho các bạn, cung cấp thêm cho các bạn những kiến thức. Nếu như mà các bạn nào mà chúng ta làm về chuyên về sản xuất đó, thì các bạn sẽ đi kỹ hơn về quy trình tổ chức như thế nào. Còn nếu như bạn nào làm digital content thì các bạn cũng sẽ nghiêng hướng về biên tập viên. Dạ, các bạn sẽ phải biết làm những cái kịch bản nè, hay là những cái social post nè. Dạ, thì các bạn đừng có lo lắng quá, hướng đến đi rồi các anh chị sẽ tận tình giúp đỡ các bạn thôi mà, bởi vì những người đã trải qua rồi và những người biết về điều đó à. Dạ, và bên cạnh đó thì cũng có một bạn sinh viên, bạn này thì học ngành quan hệ công chúng. Bạn hỏi rằng là
dù bạn đã học năm 3, nhưng mà thực sự là bản thân bạn ngay lúc này còn khá mông lung về định hướng nghề nghiệp. Và bạn không biết rằng, và cũng như là bạn thú thật với cô Nhường rằng là bạn chưa có xác định được những kỹ năng riêng của bản thân mình luôn. Thì cô có thể giúp bạn chia sẻ cũng như là làm sao để chúng ta tìm ra được những cái điểm mạnh và điểm cộng của mình. Thực ra đối với ngành của chúng ta cũng có nhiều cái khâu mà các bạn có thể tham gia lắm. Bạn học quan hệ công chúng, nhưng mà thực sự là bạn thấy rằng là bạn mông lung. Vậy thì cho cô hỏi rằng là cái năng khiếu của bạn có là cái gì? Ví dụ như cô nhìn, đầu tiên chị Kiều đến công ty, cô nhìn chị Kiều phát một cái là cô nhận ra rằng là chị Kiều có khả năng làm MC. Trước tiên cô cho làm cái đó đã. Đó, thế vậy thì cô hỏi ngược lại em là em có năng khiếu về cái gì? Kiến thức và sự hiểu biết của em trong lĩnh vực nào là tốt nhất? Chúng ta có rất nhiều cái vùng kiến thức khác nhau, kỹ năng khác nhau, nhưng chúng ta phải có cái đặc biệt của chúng ta, cái khả năng tốt nhất của chúng ta. Từ đó thì nhà tuyển dụng sẽ dựa vào cái ưu điểm đó của em để có thể khai phá cho em và cả ngày hôm nay, bởi vì chúng ta không có sự tương tác qua lại. Và rất là mong là, bởi vì thực ra thông qua cái này chúng ta không được tương tác thôi, nếu được tương tác thì cô sẵn sàng tương tác với em. Và nếu ngày hôm nay chúng ta không được tương tác của ngày hôm nay thì ngày mai em hoàn toàn có thể xin địa chỉ, xin số điện thoại từ cô Dung trong bên phòng hợp tác doanh nghiệp để có thể tương tác rằng là cô ơi, em học ngành quan hệ công chúng đấy, nhưng mà em đang cảm thấy vô cùng mông lung trong cái vấn đề là em sẽ làm cái gì, thì tôi sẽ hoàn toàn giải đáp cho các em là em có thể làm được cái gì nếu như thông qua cái sự phỏng vấn đấy. Còn bây giờ em hỏi như thế thì cô cũng chưa không thể nào mà giới thiệu cho em được, bởi vì ngành truyền thông của ta rất là rộng, rộng vô cùng luôn. Em có ví dụ như cả kể là chúng ta làm ở cái mặt nội dung thôi, em có thế mạnh là ví dụ như là em có thế mạnh về những cái nội dung về ẩm thực chẳng hạn, nhưng có một bạn khác chẳng hạn, bạn ấy lại có thế mạnh nội dung về các cái về điện ảnh chẳng hạn, hay có những bạn thì lại có nội dung có kiến thức về âm nhạc chẳng hạn. Nhưng âm nhạc ở đây không dừng lại là chỉ có âm nhạc, người thì là âm nhạc theo âm nhạc Âu Mỹ, người thì âm nhạc truyền thống, vân vân, dựa vào đấy để chúng tôi có thể biết được định vị các bạn một cách rõ nhất để chúng tôi có thể hướng các bạn và có thể hỗ trợ các bạn. Quan trọng nhất là các bạn sẽ phải biết được là mình có những cái điểm nổi bật nào, hay là điểm mạnh của bạn là gì, bạn có kỹ năng viết lách hay không, hay là bạn có kỹ năng thiết kế như lúc này những người nói hay không. Nếu như mà bạn biết được và bạn xác định được là bạn mạnh về điểm gì thì bạn sẽ tiếp tục phát triển. Nếu như mà bạn thích thiết kế thì bạn sẽ tiếp tục phát triển về cái công việc thiết kế của mình để trở thành một cái designer xịn nhất Còn nếu như bạn thích viết lách thì bạn có thể tham gia vào cái khu tổ chức chương trình làm kịch bản chương trình viết kịch bản MC hay là viết các format chương trình đó, nếu như mà bạn có thể làm được kế hoạch. Còn nếu như mà bạn thích là chúng ta, đặc biệt là những bạn nào mà thích cầm bộ đàm như thế nào đó, thì bạn cũng có thể tham gia vào những công việc như là chạy sự kiện có rất 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 nhiều những công việc. Cái vấn đề ở đây những người nghĩ rằng là bạn thích cái gì và bạn muốn làm cái gì, thì từ đó thì sẽ dễ dàng đưa ra được quyết định của mình nha. Và cô Dương ơi, có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà có một câu hỏi mình tôi thấy rất là hay và tôi cũng thích câu hỏi này. Bạn hỏi rằng đó là thời đại mới cho nên là các cuộc thi cũng như là các game show dường như là không còn thu hút như là những cái game show thực tế Như vậy thì trong tương lai, hết tương xa, có dự định phát triển các show thực tế như các nước công nghiệp giải trí hay không? Đấy là nó là một cái xu hướng mà bất kỳ một công ty truyền thông nào cũng muốn chinh phục. Bởi vì như các em thấy rồi, bây giờ các cái vấn đề về giải trí hay là cái cách truyền thông của chúng ta, hôm nay chúng ta với cái tiêu đề là truyền thông trong thời kỳ hỗn loạn, quá nhiều truyền thông. Và bản thân chúng ta cũng bị bội thực với chính cái sự truyền thông đó. Vậy thì nó là cái thách thức của của những nhà sáng tạo và làm truyền thông. Vậy thì cái việc là những cái game show truyền hình trực tế thì hứa hẹn với các bạn chắc chắn sẽ có một game show rất hay, và tôi xin phép được giấu tên, công ty Cartinsa sẽ chuẩn bị sản xuất
chúng tôi đang dự tính là bấm máy. Thực ra nếu mà có không có dịch bệnh thì chúng tôi đã bấm máy cái chương trình đấy rồi, nhưng bởi vì là dịch bệnh nên cái chương trình mà truyền hình thực tế ở bên ngoài á, phải đi ra hiện trường ngoại cảnh khá là nhiều nên là chúng tôi chưa bấm máy được. Nhưng mà các tin xa là cái công ty như cũng chắc chắn sẽ không để các bạn thất vọng, là chúng tôi là những cái người mà là cái doanh nghiệp dẫn đầu về xu hướng về mặt truyền thông cho những cái game show truyền hình như mấy chục năm vừa rồi chúng ta vẫn làm, đúng không? Đúng không ạ? Chúng tôi cũng vẫn là những cái doanh nghiệp mà được đứng hàng thứ nhất về mặt nội dung, đặc biệt những cái game show truyền hình thực tế mà lịch sử là chúng ta đã thấy rồi, Song Hát Nhịp Nhí hay là Bước Nhảy Hoàn Vũ hay là Sing My Song đều là những cái game show truyền hình thực tế mà chúng ta thấy rằng là rất phát triển, hay là The Face, đúng không ạ? Thì sắp tới chúng tôi cũng sẽ ra mắt một chương trình rất là hấp dẫn khác và xin phép được giấu tên, dự kiến sẽ lên sóng cái chương trình đấy khoảng qua Tết Nguyên Đán năm 2022 là sẽ lên sóng. Hy vọng chính các em ở năm này, năm thứ tư này sẽ được tham gia từ bây giờ cho cái show đó, từ khâu chuẩn bị tổ chức sản xuất đến nên tất cả những cái ý tưởng, cả kể là cầm bộ đàm nhá, cả kể như chị Kiều nói là cầm bộ đàm đi ra ngoài hiện trường, thích kê các cái nghệ sĩ tham gia cái show đó như thế nào, vân vân và vân vân. Cả kể là các em cầm ngay cái điện thoại của các em lên, các em cũng có thể tạo ra những cái post về digital hay những cái nội dung content digital mà các bạn có thể đưa lên các cái nền tảng Facebook, YouTube ngay lập tức. Và cái đó nó là nhiệm vụ nha các em, nó là nhiệm vụ. Vậy thì chúng tôi đang chờ các cái CV của các em gửi tới. Nếu các em nào có đủ tự tin, chúng tôi sẵn sàng có thể chắp cánh cho các em có thể bay đến cái ước mơ làm truyền thông của mình. Dạ, như vậy tiếp tục cái lời mời của cô Nhường đó, thì cô Nhường có thể chia sẻ rõ hơn là nếu như vậy thì các bạn có thể tìm hiểu qua những cái kênh thông tin nào hay là những cái cách nào để các bạn biết là các bạn sẽ nộp thông tin cũng như là gửi cái CV của mình đến với công ty Cách Tiên Xa. Các bạn có thể gửi vào mail hr@cachtiensa.com hoặc các bạn có thể gửi cho cô Dung sẽ gửi cho công ty. Là các bạn thấy rằng là ngày hôm nay là ngoài những cái kiến thức nè mà chúng ta còn có thêm một cái lời mời để về làm truyền thông tại một công ty rất rất lớn các bạn nha. Nếu như bạn nào đã biết qua các chuyên gia thì phải nói rằng là sẽ rất là mong muốn có một cái cơ hội được làm việc tại đây á. Dạ, cho nên là các bạn ơi, đừng có bỏ lỡ cái cơ hội này. Ngày hôm nay thì các bạn cứ đặt những câu hỏi đi, cũng như là chúng ta có những cái ý nguyện này cũng như mong muốn như thế nào thì hãy đặt ra đi để cô Nhường có thể giải đáp cho tất cả các bạn nha. Dạ, cô ơi, hồi lúc nãy thì cô có nhắc đến là Southstar nè, Vivastar nè, nhưng mà các bạn cũng chưa có hiểu rõ nét về những cái tổ chức của bên mình, thì cô có thể chia sẻ rõ hơn một lần đúng không ạ? Đối với công ty Cát Tiên Sa thì như các bạn thấy rằng cũng chỉ mọi người nhìn vào thì thấy rằng là công ty là đơn vị tổ chức sản xuất truyền hình, nhưng mà mọi người thì lại không biết rằng là công ty có một cái tờ báo điện tử Southstar nè, và chúng tôi có một cái công ty là công ty Viva. Thì các bạn để ý rằng trên hệ thống chúng ta có Viva Network đúng không ạ? Đó, thì đấy nó là một trong những cái hub về content digital. Và ngoài ra chúng tôi có một hệ thống các cái fanpage vệ tinh từ các chương trình cũng như là những cái fanpage rất là lớn của các cái chương trình cũng như là của Salsa. Thì nó sẽ tạo ra một cái hấp tính digital. Đấy là cái cơ hội để cho các bạn có thể tham gia làm và hiểu các cái nền tảng mà chúng ta thấy hot nhất hiện nay, đó là ở Facebook, YouTube và gần đây đó là TikTok. Thì đấy là những cái hub digital mà công ty là cái cơ hội để cho các bạn thực hiện. Mà thực ra là chia sẻ rằng là có nhiều người có thể là trở thành người rất là giàu có từ việc mà có được những kỹ năng và làm ra những cái nội dung content đó. Giống như chị Kiều đây cũng phải là thực ra thời điểm mà chị Kiều vào công ty, chị Kiều không biết một cái gì cả, nhưng bây giờ nói về những cái nội dung đấy và để bảo là lên những cái nội dung đấy thì thực ra đó là từ những cái bài học vỡ lòng mà bạn chị Kiều có thể học được tại công ty trong thời điểm đó. Dạ vâng ạ, rằng là ngày đó là
những chiều bắt đầu từ con số 0 mà lúc đó nha, khi mà kết thúc thực tập á là được nhận lại, lúc đó là được nhận lấy làm MC của chương trình The Voice Kids, MC livestream, thì những chiều thấy là ôi như vậy là 3 tháng nỗ lực của mình cũng đã có kết quả rồi, rất là vui luôn. Và từ đó như lúc nãy những chiều có chia sẻ đó, có rất nhiều những cơ hội khác mở ra cho những kiều, những chương trình, các chương trình truyền hình cũng mở ra cho những kiều những cơ hội, bởi vì người ta cũng thấy, tại vì khi mà những kiều làm MC của The Voice Kids, một chương trình lớn như vậy á, những kiều về những kiều cắt lại một cái video để trong cái portfolio của mình luôn. Dạ, thì khi đó khi mà những kiều đi ứng tuyển vào những công ty khác, dạ, những công ty truyền thông khác thì họ rất là thích luôn. Và đặc biệt khi mà về trường á thì trường cũng dành một cái lời khen là ôi, cứ tưởng là sinh viên của mình bé bỏng nhưng mà thực ra thì ra đời rồi, cũng là va chạm với lại doanh nghiệp rồi thì cũng mang về được những thành quả. Cho nên là những kiều mong rằng là các bạn cũng sẽ như những kiều, cho dù các bạn không biết gì cả cũng bắt đầu từ con số 0, nhưng mà các bạn yên tâm đi, chúng ta cứ cố gắng, cứ nỗ lực rồi thành công sẽ đến với các bạn thôi các bạn nha. Và để động viên cho các bạn tinh thần trong học kỳ mới cũng như là trong ngày hôm nay, khi mà ngày hôm nay cũng là 30 tháng 9 rồi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống bình thường mới, thì những tự tin chắc rằng là ngay lúc này cô Nhường cũng sẽ có những chia sẻ cũng như là những lời khuyên gửi đến các bạn, đúng không ạ? Dạ, xin lỗi cô Phật biết ạ. Trước khi mà chúng ta tạm biệt nhau thì cô cũng chỉ có một lời khuyên dành cho các bạn là làm bất kỳ một việc gì, bất kỳ một việc gì, chúng ta cũng hãy cố gắng kiên trì và làm sao đấy mình phải quyết tâm để đạt được với cái mong ước mà mình đặt ra. Con đường sẽ khó nhưng mà khó hơn nếu chúng ta không quyết tâm. Vậy thì mong các bạn sẽ có một cái kỳ thực tập cũng như là cái tương lai thật là tốt đẹp trong trước khi mà ra trường, để chúng ta có được cái công việc mà chúng ta mong muốn nhiều nhất, giống như bạn Kiều thôi, đúng không ạ? Chúng tôi cũng mong rằng là sau khi các bạn mà ra trường và cũng đã từng vào qua công ty, như là vào công ty Captain Sa để thực tập, mà để có thể gặp lại như ngày hôm nay giống như tôi với cả bạn Kiều, thì cũng là một trường hợp rất là tốt cho cả nhà trường cũng như là những cái đơn vị mà chấp cánh cho tất cả các bạn sinh viên mới ra trường như chúng tôi. Cảm ơn các thầy cô và các bạn rất là nhiều. Dạ, xin được cảm ơn cô Dương rất nhiều ạ. Dạ, và xin được cảm ơn ban tổ chức cũng như là xin được cảm ơn cô Tường Minh, cảm ơn thầy Hoàng Linh ngày hôm nay đã đến tham dự cùng với chương trình của chúng tôi ạ. Dạ, và một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị đại biểu, khách mời và đặc biệt là cô Dương cùng với tất cả các bạn sinh viên đã dành thời gian quý báu của mình đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, và xin chúc cho quý vị có thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Và các bạn sinh viên ơi, đặc biệt là trong thời gian này, mặc dù là rất là khó khăn, các bạn cũng sẽ phải học online, nhưng mà thôi, chúng ta hãy cố gắng các bạn nha. Và đặc biệt là đối với những bạn nào mà chúng ta đang chuẩn bị tìm công việc, chuẩn bị bước vào kỳ thực tập, thì các bạn cũng sẽ vững niềm tin hơn. Cứ trải nghiệm đi các bạn ạ. Dạ, những cái xin được chúc các bạn sẽ luôn luôn vui vẻ, học thật tốt và thành công trên con đường sắp tới các bạn nhé. Một lần nữa xin được chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.